Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 197. Tiêu huynh, người quả nhiên không khiến ta thất vọng. Dạ Thế nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, lập tức quyết đoán đi tới, tựa như hắn mới là nơi này nhân vật chính một dạng. Ở những cái này các đại tông môn trưởng lão trong mắt, Tiêu Phàm thế nhưng là đại biểu cho hắn Dạ Thế, mà không phải Dạ Chí Tôn, loại này áp Dạ Chí Tôn một con cảm giác, để Dạ Thế nội tâm cực kỳ thoải mái. Các vị tiền bối, thiên ma cấm quả người người có phần, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tiêu Phàm là thật gấp gáp. Phệ mệnh thiên ma đã ra tới, đến nơi này, lấy đối phương thực lực, tối đa cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi. Hiện tại, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Tiểu Hữu, không cần lo lắng, nơi này là còn dư lại 500 ức cực phẩm nguyên tinh, thiên ma cấm quả lão hủ muốn. Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão lấy ra một cái càn khôn giới cưỡng ép nhét vào Tiêu Phàm trong tay. Tiêu Phàm không còn gì để nói, lão đầu, người thật sự cho rằng ta đang gạt ngươi sao? Coi như ngươi là cường đại, cũng chưa hẳn là phệ mệnh thiên ma đối thủ a. Nhưng mà, để Tiêu Phàm buồn bực là, mặt khác 7 người cũng nhao nhao nhét 500 ức cực phẩm nguyên tinh cho hắn, tựa như sợ chậm, liền bỏ qua thiên ma cấm quả một dạng. Liên suốt đêm đời cũng đi tới tham gia náo nhiệt, lại cho Tiêu Phàm 400 ức cực phẩm nguyên tinh. Tiêu Phàm trước kia cảm thấy vài ức cực phẩm nguyên tinh, chính là một bút cự phú. Mà bây giờ, trên người hắn tài phú vậy mà đạt đến hơn 80 triệu cực phẩm nguyên tinh, cái này đâu chỉ cự phú a, sợ là thiên ma cung cung chủ Dạ Ma Khung, cũng chưa chắc có bản thân như vậy rồi rào rồi a. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay mấy ngàn ức cực phẩm nguyên tinh, dở khóc dở cười. Tiền bối, Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, có thể lời đến khóe miệng, đột nhiên ngừng lại. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt bao phủ toàn trường, hắn nhìn thấy phía trước chính đối với mình mấy cái lão đầu, con người kịch liệt co rút lại, tựa như gặp được cái gì cực kỳ kinh khủng sự tình. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, một đạo to lớn thân ảnh hiện lên ở tầm mắt của hắn. Đó là một đầu đạt đến mấy trăm trượng kim sắc cự thú, bề ngoài cùng lang không hai. Miệng phun răng nanh, giữ tợn hết sức. Chỉ bất quá, toàn thân nó hiện lên kim sắc, giống như thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm, hơn nữa toàn thân bao trùm không phải bộ lông màu vàng óng, mà là lớp vảy màu vàng óng, có nhân long giáp nhất đồng dạng, kim quang lóng lánh. Kỳ cước giống kim sắc hỏa vân, bá đạo vô biên, đứng ở cái kia, liền tản ra một cỗ kinh thiên uy áp. Phệ mệnh thiên ma, có thế hệ trước tu sĩ run rẩy mở miệng. Chính là cùng Tiêu Phàm dự định một khỏa thiên ma cấm quả một cái lão giả, nó tại sao còn không chết? Tu sĩ khác cũng bị dọa cho phát sợ, những người này rất nhiều đều là sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Bọn họ sớm tại mấy chục vạn năm trước liền nghe nói qua phệ mệnh thiên ma sự tình, chỉ là, phệ mệnh thiên ma không phải sớm tại trăm vạn năm trước liền đã hủy diệt sao? Nó lại làm sao biết xuất hiện ở đây? Hơn nữa, trên người tán phát khí tức. Vậy mà không kém gì thượng phẩm pháp tôn, hơn nữa ẩn ẩn đạt đến thiên tôn chi cảnh. Thiên tôn A, phóng nhãn thiên ma kiếp địa, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tử, người ngược lại là chạy A. Phệ mệnh thiên ma thanh âm lạnh như băng vang lên, hôm nay, các ngươi kiếp nạn khó thoát, năm đó sỉ nhục, liền để thiên ma kiếp địa vô số sinh linh máu hoàn lại. Nói xong, phệ mệnh thiên ma đột nhiên há miệng hút vào. Một cổ quỷ dị năng lượng lập tức từ trên thân mọi người gào thét mà ra. Mọi người cùng nhau xông lên, nó đang hút chúng ta mệnh khí. Hắc Kiếm Ma Tông tam trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới. Hắn mệnh khí vốn là không nhiều lắm, khí số sói mòn nghiêm trọng, khoảng cách thiên nhân ngũ suy cũng không xa, nếu như lại bị phệ mệnh thiên ma thôn phệ, chỉ có thể chết càng nhanh. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ vẫn sẽ chọn chạy trốn. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm chiếm được thiên ma cấm quả, chỉ cần giết lui phệ mệnh thiên ma, bọn họ nuốt vào thiên ma cấm quả, nhất định có thể khôi phục đỉnh phong. Những người khác cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, nhao nhao xông tới. Tiêu Phàm nhìn thấy đám người xông tới, trong lòng tảng đá lớn rốt cục để xuống, một bên lui lại, một bên giận dữ hét, các vị tiền bối, chỉ cần đẩy lui phệ mệnh thiên ma cấm quả, vãn bối tất nhiên hai tay dâng lên. Yên tâm, phệ mệnh thiên ma sớm đã không phải năm đó, có chúng ta ở đây, nó không làm gì được ngươi mảy may.
Một ông lão cực kỳ tự tin nói. Có đúng không, bản tôn tung hoành cửu thiên thập địa thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đây. Phệ mệnh thiên ma hét giận dữ không thôi. 100 vạn năm chưa từng xuất thế, lại bị một đám sắp xuống mổ lão bất tử xem thường, cái này khiến hắn làm sao không giận. Tiêu Phàm nhìn thấy phệ mệnh thiên ma phát cuồng, chạy nhanh hơn. Những cái này thế hệ trước tu sĩ có lẽ quá tự tin, chỉ ít ở Tiêu Phàm xem ra, bọn họ chưa chắc là phệ mệnh thiên ma đối thủ. Bọn họ là nhiều người, hơn nữa từng cái đều là trung phẩm pháp tôn trở lên tu vi. Nhưng là, cũng đừng quên phệ mệnh thiên ma năng lực, hắn thế nhưng là có thể thôn phệ mệnh cách, mà mệnh cách, vừa lúc là những cái này thế hệ trước tu sĩ thiếu hụt. Tiêu huynh, ta bảo vệ ngươi trước đi. Dạ Thế nhìn thấy Tiêu Phàm thối lui, hắn cũng cùng ở bên người Tiêu Phàm. Dạ Chí Tôn cười lạnh không thôi, cũng đi theo. Từ vừa rồi lời của mọi người bên trong, hắn nghe được những cái này thế hệ trước vì sao sẽ bảo vệ Tiêu Phàm. Nhưng hiện tại, thế hệ trước tu sĩ đều bị phệ mệnh thiên ma ngăn chặn, bản thân chỉ cần cùng Dạ Thế nói ra chân tướng sự tình, Tiêu Phàm tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, hắn quá xem thường phệ mệnh thiên ma muốn giết Tiêu Phàm quyết tâm. Ngươi chạy trốn được sao? Cũng đúng lúc này, phệ mệnh thiên ma gầm lên một tiếng, nó dư quang có thể một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm đây. Trên đời này, cơ hồ không có cái gì là hắn phệ mệnh thiên ma sợ. Duy nhất khắc tinh, chính là vô mệnh chi nhân, một dạng vô mệnh chi nhân, nó đều là gặp một cái giết một cái. Mà Tiêu Phàm vừa lúc là vô mệnh chi nhân, lại làm sao có thể bỏ qua Tiêu Phàm đây? Oanh, phệ mệnh thiên ma xuất thủ rất nhanh, một cái móng vuốt gào thét mà ra, đổ ập xuống hướng về Tiêu Phàm nổi giận chém mà xuống. Cẩn thận! Dạ Thế cùng Dạ Thành sắc mặt hai người đại biến. Bọn họ đã cách chiến trường có một khoảng cách, nơi nào sẽ nghĩ đến phệ mệnh thiên ma sẽ còn ra tay với bọn họ. Đây chính là thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cường giả công kích a. Trốn, là không thể nào trốn được, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ngăn cản. Dạ Thế cùng Dạ Thành hai người đồng thời xuất thủ, điên cuồng công kích tới đạo kia trưởng cương. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ quá xem thường phệ mệnh thiên ma thực lực. Phốc phốc, hư không máu tươi vẩy ra, Dạ Thành thân thể bị chảo cương xé nát, hóa thành một màn mưa máu. Vẻn vẹn chỉ có một đòn thôi, cơ hồ liền miểu sát hai cái pháp tôn cảnh cường giả, có thể nghĩ phệ mệnh thiên ma cường đại. Bất quá đạt tới Dạ Thành như vậy cấp độ, cũng đã là rất khó giết chết. Chỉ thấy hắn một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, mang theo Dạ Chí Tôn xoay người chạy. Về phần Dạ Thế cùng Tiêu Phàm, hắn hoàn toàn coi thường. Dạ Thế thụ thương càng nặng, nhục thân cơ hồ vỡ nát, linh hồn cũng nhận trọng thương, bất quá, cuối cùng vẫn là từ phệ mệnh thiên ma công kích phía dưới sống tiếp được. Tiêu huynh, đây là tiến về thiên hoang phương pháp, nhanh, mau trốn. Dạ Thế trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn vào Tiêu Phàm mi tâm, cực kỳ hư nhược nói. Nói xong, hắn liền triệt để ngất đi. Tiêu Phàm ánh mắt phức tạp nhìn Dạ Thế một cái, gia hỏa này, hôn mê trước đó vậy mà nói với chính mình phản hồi thiên hoang phương pháp, hơn nữa đem bản thân sinh mệnh đều giao cho mình. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong lòng có chút hổ thẹn, may mà Dạ Thế đối với mình như vậy tín nhiệm, bản thân còn nghĩ làm sao giết chết hắn. Tiểu Hữu đi trước, quay đầu chúng ta đi thiên ma cung tìm ngươi. Nơi xa truyền đến Hắc Ma Kiếm Tông tam trưởng lão thanh âm. Vậy thì cảm ơn chúng vị tiền bối. Tiêu Phàm nghe nói như thế, khóe miệng có chút co lại. Lão nhân gia môn, thật không phải ta cố ý muốn lừa gạt các ngươi a, về sau cái kia 500 ức nguyên tinh, là chính các ngươi cố gắng nhét cho ta cũng không có cách nào. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi thiên ma kiếp địa, về sau các ngươi sợ là tìm không thấy ta. Về phần cái kia 8.000 ức nguyên tinh, vãn bối liền thu nhận. Không kịp nghĩ nhiều. Tiêu Phàm nắm lên Dạ Thế, cực tốc hướng về chân trời lao đi, trong lòng có loại không nói ra được kích động. Lần này ngẫu nhiên xâm nhập thiên ma kiếp địa, tuyệt đối không có đến không. Vô thượng kim thân đột phá đệ nhị đoán không nói, còn được đến 9 cái thiên ma cấm quả, cùng 8.000 ức cực phẩm nguyên tinh, tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm bước vào một cái không người tinh thần, nhìn xem dưới chân hôn mê bất tỉnh Dạ Thế. Tiêu Phàm một trận phức tạp. Hắn rất muốn vứt xuống Dạ Thế, nhưng lại sợ Dạ Thế đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy mình muốn đào tẩu,
đến lúc đó bản thân liền không giải thích được. Đi, vẫn là không đi đây. Tiêu Phàm một trận xoắn suýt, mấy thức về sau lắc lắc đầu nói, không được, không thể một thân một mình đi, vạn nhất giả thế cho biện pháp là giả, cố ý dùng để khảo nghiệm ta đây. Nếu thật là dạng này, vậy hắn Tiêu Phàm liền chuẩn bị lọt vào Thiên Ma Cung khắp thế giới truy sát a. Tiếp tục chuyển di phương hướng, không thể để cho những người kia cùng Vệ Mệnh Thiên Ma đuổi theo, cũng không biết bọn họ tình hình chiến đấu như thế nào. Tiêu Phàm thở sâu, một cỗ lực lượng nâng lên dạ thế, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Hô, cũng đúng lúc này, dạ thế đột nhiên kinh hãi ngồi lên, ngụm lớn thở phì phò, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm bốn phía. Dạ thế huynh, ngươi rốt cục tỉnh lại. Tiêu Phàm bị giật nảy mình, trên mặt vội vàng chất đầy nụ cười, trong lòng một trận ma ma thớt, may mắn bản thân không có vứt xuống hắn chạy trốn, bằng không liền phiền toái. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm nghe được dạ thế mà nói, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ngươi là ai? Chỉ thấy dạ thế vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra thống khổ, ta là ai? Dạ thế, ngươi đừng nói đùa ta. Ngươi không biết ta là ai thì cũng thôi đi, làm sao có thể liền chính ngươi là ai đều không biết. Tiêu Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó cười khoát tay một cái nói. Hắn có thể không tin, dạ thế đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà lại bị đánh ngốc. Nhưng mà, dạ thế lộ ra thần sắc, không giống như là giả, nhìn qua có chút si ngốc, tựa như đầu thật bị đánh hỏng. Chẳng lẽ là Phệ Mệnh Thiên Ma thần thông công kích mệnh của hắn Ô Vương, khiến cho hắn đánh mất lớn bộ phận ký ức. Tiêu Phàm đoán được một loại khả năng. Nếu như là mệnh cách công kích, có lẽ thật vẫn có loại khả năng này. Ngươi là ai? Ta là ai? Dạ thế lại ngây ngốc hỏi. Tiêu Phàm nhìn thấy hắn bộ dáng, tựa như thấy được hai hay a hát đồng dạng, thầm nghĩ nói, hắn ký ức thụ thương, có thể thực lực hẳn là còn ở, ta nếu mang theo hắn trở lại thiên hoang, chẳng phải là nhiều hơn một cái tay chân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng, bản thân nắm giữ một cái hạ phẩm thánh tôn tay chân, về sau ai không phục, thì làm ai? Ngươi kêu Tiêu Dạ Thế, ta gọi Tiêu Phàm, ngươi là ta ca ca, ta là ngươi đệ đệ. Tiêu Phàm mặt dạn mày dày, vẻ mặt thành thật nói. Ta gọi Tiêu Dạ Thế, ngươi kêu Tiêu Phàm, ngươi là đệ đệ ta là ca ca ngươi. Dạ Thế chỉ Tiêu Phàm, lại chỉ mình, vẻ mặt hồ nghi nói. Vậy mà không tin. Xem ra không có thật ngốc, Tiêu Phàm oán thầm, sau đó lại lo lắng nói, dạ thế, có người đuổi giết chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Dạ thế tựa như không biết cái gì gọi là truy sát, bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra vẻ lo lắng, mới nói, nghe đệ đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nghe lời, Tiêu Phàm sờ lên dạ thế đầu. Nhưng mà không đợi hắn mang theo dạ thế chạy trốn, dạ thế liền đã cầm lên hắn, cực tốc hướng về vực ngoại tinh không lao đi. Tốc độ nhanh chóng, để Tiêu Phàm đều một trận hâm mộ. Gia hỏa này mặc dù bị đánh ngốc, nhưng bất kể như thế nào đều là hạ phẩm pháp tôn cường giả, thực lực còn ở a. Bên này, Tiêu Phàm vừa vặn lười nhác đi đường, chỉ dẫn phương hướng không muốn quá đơn giản. Trong đầu hắn có dạ thế nói cho hắn rời đi thiên ma kiếp địa, trở lại thiên hoang phương pháp, mặc dù hắn có hoài nghi, nhưng là bây giờ, không tin cũng phải tin. Thiên ma kiếp địa hắn là không tiếp tục chờ được nữa, thiên ma cung muốn giết hắn, những cái kia bị hắn lừa thế hệ trước tu sĩ vị trí thế lực cũng phải giết hắn. Hiện tại không trốn, qua một thời gian ngắn liền trốn không thoát. Kém không nhiều nhất một tháng về sau, dạ thế mang theo Tiêu Phàm giáng lâm một chỗ khoảng cách thiên ma cấm địa không xa cổ địa, cái này cổ địa âm u hết sức, Tiêu Phàm không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Nhưng mà... Dạ thế nói cho hắn rời đi thiên hoang phương pháp, liền ở phía này cổ địa bên trên. Hơn nữa, cho dù dựa theo dạ thế phương pháp, hắn tìm tới mảnh này cổ địa, cũng hao tốn rất nhiều tâm tư, bằng không, từ thiên ma cấm địa đến nơi này, căn bản không cần thời gian một tháng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vài ngày trước, hắn đi ngang qua một chỗ cổ địa, nghe được thứ nhất tin tức xấu. Thiên ma cung liên thủ Hắc Kiếm Ma Tông chờ mười mấy tông môn, hạ một đạo truy nã lệnh. Mà truy nã đối tượng, chính là hắn Tiêu Phàm. Lúc ấy Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, vội vàng lặng yên không tiếng động chạy trốn, liền hiện thân cũng không dám. Dạ thế mặc dù bị đánh ngốc, nhưng thấy đến Tiêu Phàm như thế lo lắng, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc,
chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Nhất định phải rời đi, thời gian dài như vậy, vạn nhất dạ ma khung bế quan đi ra, tất nhiên sẽ đoán được ta sẽ từ nơi này ly khai, dù sao, phương pháp này hắn chỉ nói cho qua đêm đời cùng dạ chí tôn. Tiêu Phàm nghĩ thầm, về phần dạ chí tôn, dù cho hắn xuất hiện ở đây, cũng không sợ hãi, chỉ cần dạ thành không làm cho. Sau một hồi lâu, Tiêu Phàm ghé qua một mảnh cổ chiến trường, đi tới chỗ sâu nhất, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một chỗ cực kỳ sâu thẳm thâm uyên. Trong thâm uyên, hắc khí quay cuồng, cấm chỉ linh hồn chi lực rót vào, không biết bên trong có cái gì, bất quá có thể cảm ứng được thời không chi lực tồn tại. Dạ ma khung đã từng từ cái này hắc uyên từng tiến vào thiên hoang, mặc dù ở thời không loạn địa bên trong mất phương hướng không ít thời gian, nhưng tiến vào địa phương chính là huyết hồn kiếp hải. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, mà nơi này cách thiên ma cấm địa rất gần, 89 phần 12 cái địa phương đều phải kinh lịch tịch diệt cấm địa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm liền cười khổ một hồi, hắn vốn cho là dạ thế phương pháp có thể tránh thoát tịch diệt cấm địa, nhưng hôm nay xem ra, trốn là trốn không được đi. Duy nhất để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, dạ chí tôn vậy mà không có ở nơi này mai phục bản thân. Chẳng lẽ dạ chí tôn cũng tự biết mình, biết rõ không phải là đối thủ của hắn, cho nên dứt khoát không tới. Tiêu Phàm nhìn bốn phía một cái, mang theo dạ thế trực tiếp nhảy vào bên trong hắc uyên. Cũng liền tại bọn hắn biến mất thời khắc, hai đạo bóng người đột nhiên thoáng hiện, chính là dạ chí tôn cùng dạ thành. Thiếu chủ, đây là cung chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể ngăn cản. Dạ thành thở dài nói. Dạ chí tôn lạnh rên một tiếng, nói coi như hắn hảo vận, đều do hắn bức ta rời đi thiên hoang, không thể hoàn thành phụ thân giao cho ta nhiệm vụ, lần sau gặp gỡ hắn, tất giết hắn. Tiêu Phàm mang theo dạ thế nhảy vào đen nhánh vực sâu, một sát na kia, vô số sương mù màu đen mãnh liệt mà đến, cường đại thời không chi lực che mất bọn họ. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, nhắc nhở bản thân không nên phản kháng, đồng thời nhắc nhở lấy dạ thế cũng đừng xuất thủ. Mặc dù thời không chi lực để người ngạt thở, nhưng cũng không có thương tổn đến bọn họ, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống. Loại cảm giác này, cùng lúc trước dạ ma khung ký ức, cơ hồ giống như đúc. Áp lực càng ngày càng mạnh, Tiêu Phàm rốt cục ngăn cản không nổi, ngất đi. Dạ thế ở nghiến răng nghiến lợi kiên trì, bất quá vẫn không có xuất thủ, ngược lại gắt gao đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trong ngực. Đệ đệ, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Dạ thế nhỏ giọng nói nhỏ, cái này ngốc đại cá quả thật bị đánh ngốc, bằng không lại làm sao có thể bảo hộ Tiêu Phàm đây. Không ứng phó Tiêu Phàm, đã coi như là hắn lương tâm phát thiệt. Dạ thế mặc dù là hạ phẩm pháp tôn tu vi, nhưng là vẻn vẹn kiên trì một nén nhang, cuối cùng cũng bất tỉnh nhân sự. Thời không chi lực không ngừng thay đổi, bọn họ nhìn như đang không ngừng hạ xuống, nhưng trên thực tế lại là ở ghé qua vô số không gian. Thiên hoang cùng thiên ma kiếp địa cách xa nhau bao xa không biết, nhưng nếu như tầm thường thánh tôn cảnh đi đường, đoán chừng không có mấy chục mấy trăm năm là không thể nào đạt tới. Nhưng là, thông qua loại này thời không thông đạo, thời gian liền sẽ rút ngắn thật nhiều. Thời không chi lực, mãi mãi cũng là quỷ dị nhất, sức mạnh huyền diệu một trong. Tiêu Phàm cùng dạ thế hai người, trong lúc hô hấp khả năng xuyên qua vô số thế giới. Lúc này, huyết hồn kiếp hải. Bị Tiêu Phàm nổ qua hải đảo sớm đã biến mất, nhưng quỷ dị chính là, cái kia hố sâu vẫn như cũ vẫn tồn tại, cũng không bị nước biển lấp đầy. Hơn nữa, nơi này vẫn là huyết kiếp ma tôn hang ổ. Trên mặt biển, vô số dị ma đang ở tuần tra, tựa như đang bảo vệ cái gì. Lần trước huyết kiếp ma tôn thuộc hạ bị Tiêu Phàm dùng phá diệt chi lực nổ chết chín thành, chỉ sinh tồn rất ít một chút, bất quá đám này thực lực xa so với thông thường dị ma cường đại. Hố to bên trong, vô số bát túc kiếm ma bay múa, từng đạo kiếm khí vô hình tàn phá bừa bãi, khiến cho hố to trở thành một cái kiếm đạo từ trường, người lạ chớ tới gần. Một đám phế vật, thời gian dài như vậy, còn chưa tìm được hắn. Huyết kiếp ma tôn xuất hiện ở hố to phía trên, khuôn mặt lạnh như băng hướng về hố to phía dưới. Hắn trong mắt tĩnh mịch hết sức, tựa như xem thấu tất cả. Bốn phía bát túc kiếm ma thân hình run rẩy kịch liệt. Không biết là lại sợ hãi huyết kiếp ma tôn, vẫn là hoảng hốt đồ gì khác. 10 năm, lúc trước hắn vẫn chỉ là hạ phẩm thánh tôn mà thôi, ta đều không thể giết được hắn, nếu như còn tìm không thấy hắn, qua một thời gian ngắn nữa,
coi như chưa chắc có thể làm gì được hắn. Huyết kiếp ma tôn nhẹ giọng tự nói, trên mặt đều là ưu sầu. Nó còn rõ ràng nhớ kỹ, 10 năm trước, một cái bạch bào thắng tuyết thanh niên nam tử, một người một kiếm giết vào huyết hồn kiếp hải. Lúc kia, vừa lúc là nó thức tỉnh thời khắc, nhưng đối phương lại hoành hành không sợ sát nhập vào ma thành, mà khi lấy nó vô số thuộc hạ mặt, biến mất ở ma thành. 10 năm đến nay, nó một mực ở tìm kiếm đối phương, nhưng đối phương tựa như hư không tiêu thất một dạng. Nhưng là, huyết kiếp ma tôn có một loại trực giác, đối phương còn tiềm phục tại nó ma thành. Có lẽ ở khác người xem ra, Tiêu Phàm nổ banh ma thành, tất cả liền đã không tồn tại, nhưng huyết kiếp ma tôn rõ ràng, bề ngoài ma thành, vốn là chẳng qua là một tòa phòng ngự thành lũy. Ma thành tòa này phòng ngự thành lũy bị tạc hủy, nhưng trong bên cạnh ma thành vẫn như cũ vẫn tồn tại. Chỉ bất quá, dù cho lấy huyết kiếp ma tôn thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần nội ma thành, cũng chính là trong lúc này ma thành, sáng tạo ra nó vô số bát túc kiếm ma thuộc hạ. Nội ma thành, mỗi giờ mỗi khắc không còn chán phóng kiếm đạo bản nguyên, những cái này bản nguyên chi lực bị thuộc hạ của nó hấp thu, toàn bộ đều biến thành trời sinh kiếm khách. Cũng chính là bởi vì như vậy, huyết kiếp ma tôn một mực tử thủ mảnh này ma quật. Dù cho hắn đột phá đến lục tinh ma tôn, cũng phải nhờ vào nội ma thành. Hơn nữa, hắn thực lực bây giờ đã đủ để trấn áp ngũ tinh ma quật, nhưng hắn vẫn như cũ canh giữ ở cái này tứ tinh ma quật, chính là không nỡ nội ma thành. Kẻ này phải chết, nếu không giết chết hắn, tất nhiên là tộc ta tai nạn. Huyết kiếp ma tôn sát khí nặng nề nói. Hô hô, vừa dứt lời, đột nhiên phía dưới hắc sắc hố to bên trong, bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, hư không đều bị xé mở, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía. Hống hống từng đợt thê lương thảm vang lên, chỉ thấy cái kia vô số bát túc kiếm ma, tất cả đều bị kiếm khí xé vỡ nát, không có một đầu có thể sống sót. Không chỉ có như thế, bốn phía nước biển cũng bị kiếm khí xoắn nát, hắc sắc hố to không ngừng khuếch trương, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Huyết kiếp ma tôn ngưng tụ ra một tấm thực chất hóa gương mặt, sắc mặt đẹp mắt không đến đâu. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, nó đại bộ phận thuộc hạ, tất cả đều chết ở kiếm khí kia phía dưới, cái này khiến huyết kiếp ma tôn làm sao không giận. Đáng tiếc, nó cũng không dám tùy tiện tới gần kiếm khí trung tâm, chỉ có thể đứng ở hư không dương mắt nhìn. Cái kia vô cùng vô tận kiếm khí, thẳng vào Vân Tiêu, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng mà một khắc sau, huyết kiếp ma tôn con người bỗng nhiên co rụt lại, ở hắn trong ánh mắt kinh hãi, lại có một bóng người từ trong hố sâu cất bước mà ra. Đó là một cái bạch bào thắng tuyết nam tử, nhìn qua hết sức bình thường, lại ngạo khí vô biên, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, muốn chảm phá Vân Tiêu. Quỷ dị chính là, kiếm khí bén nhọn đang đến gần bạch bào nam tử mấy trượng phạm vi bên trong, toàn bộ đều tan thành mây khói. Là hắn, huyết kiếp ma tôn con người rút thành một cây châm, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cái kia bạch bào nam tử, không phải liền là 10 năm trước một người một kiếm giết vào ma thành người sao? Hắn vậy mà thật còn giấu ở nội ma thành, thế nhưng là, nội ma thành cái kia vô cùng vô tận kiếm khí phong bạo, biết bao đáng sợ, hắn một cái hạ phẩm thánh tôn. Lại là làm sao đi vào. Không kịp nghĩ nhiều, huyết kiếp ma tôn đột nhiên hóa thành một mảnh huyết phân, rậm rạp chằng chịt huyết vũ từ trên người nó bắn ra, che khuất mỗi một tấc không gian. Lần trước cũng là bởi vì nó do dự, cho đối phương cơ hội chạy trốn. Lần này, nó sẽ không, vừa ra tay chính là tuyệt sát. Huyết vũ nhìn qua rất phổ thông, lại ẩn chứa tuyệt thế sát cơ, đó là huyết chi bản nguyên lực lượng, những nơi đi qua. Đều là gió tanh mưa máu, vô cùng đáng sợ. Tu luyện tới bây giờ, không biết có bao nhiêu thánh tôn cùng nguyên tôn cường giả chết ở hắn dưới một kích này. Nhưng mà, phía dưới bạch bào nam tử thần sắc lạnh nhạt, vẫn như cũ từng bước một hướng về mặt biển đi tới. Hắn tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng mà lại nhanh đến mức cực hạn, mắt thấy huyết vũ sắp đánh trúng hắn thời khắc, hắn đột nhiên ống tay áo nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, để người kinh hãi sự tình đã xảy ra, chỉ thấy cái kia vô số kiếm khí, bỗng thay đổi phương hướng, nghịch thiên mà lên. Kiếm khí cùng huyết vũ đụng vào nhau, vậy mà phát ra từng đợt kim loại đụng âm vang thanh âm, đinh tai nhức óc. Nguyên tôn cảnh, huyết kiếp ma tôn con người bỗng nhiên co rụt lại. Cũng ngay tại giây phút này,
bạch bào nam tử phía sau bỗng quang mang lóe lên, một đạo bạch sắc thiểm quang xẹt qua chân trời, không đợi huyết kiếp ma tôn lấy lại tinh thần, nó biến thành huyết vân bỗng một phân thành hai. Bạch bào nam tử lại tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, bạch bào vẫn như cũ trắng hơn tuyết, không nhiễm mảy may bụi bặm. Hư không hoàn toàn tĩnh mịch, mấy tức về sau, cái kia chia ra huyết vân mới dung hợp làm một, hóa thành một đạo máu tươi ngưng tụ bóng người. Làm sao có thể, ngươi làm sao biết mạnh như vậy? Huyết kiếp ma tôn thanh âm có chút run rẩy, hắn bị bạch bào nam tử thực lực cho khiếp sợ đến. Đối phương rõ ràng chỉ là hạ phẩm nguyên tôn A, bản thân thế nhưng là thượng phẩm nguyên tôn, vậy mà kém chút bị đối phương miểu sát. Bạch bào nam tử không có mở miệng, cặp kia con người đen nhánh tràn đầy băng lãnh, dường như bên trong dựng dục một chuôi tuyệt thế thần kiếm, tùy thời đều có thể ra khỏi vỏ. Khí tức trên thân của hắn nội liếm, có thể tan phát khí tức, lại là để huyết kiếp ma tôn cảm nhận được hoảng hốt. Ở bạch bào nam tử trước mặt, huyết kiếp ma tôn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Buồn cười chính là, những năm này nó một mực ở tìm kiếm đi không được gì nam tử tung tích, còn nghĩ tìm tới đối phương thời điểm, trực tiếp giết hắn. Ngươi đừng tới, huyết kiếp ma tôn nhìn thấy bạch bào nam tử tới gần, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng hướng phía sau thối lui. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Huyết kiếp ma tôn thế nhưng là thượng phẩm nguyên tôn A, bây giờ lại sợ hãi một cái hạ phẩm nguyên tôn. Bạch bào nam tử con người bên trong lạnh ý nở rộ, bốn phía kiếm khí lần nữa trở nên táo động, huyết kiếp ma tôn dọa cho phát sợ. Nó muốn chạy trốn, có thể chẳng biết tại sao, hai chân của nó vậy mà không nghe sai khiến. Hô hô, cũng đúng lúc này, hắc sắc hố sâu chính trung ương, đột nhiên nhộn nhạo từng đạo thời không liên y. Hư không vậy mà đã nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó, hai đạo bóng người từ thời không liệt phùng bên trong rớt xuống, huyết kiếp ma tôn trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đối diện bạch bào nam tử vậy mà cũng đình chỉ xuất thủ, khi ánh mắt của hắn rơi vào một người trong đó trên người lúc, trong con ngươi lạnh như băng vậy mà hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiêu Phàm, bạch bào nam tử vậy mà gọi ra một người trong đó danh tự. Không sai. Từ thời không liệt phùng ngã ra đến, chính là nhảy vào thiên ma kiếp địa cái kia hắc uyên bên trong Tiêu Phàm cùng Dạ Thế, chỉ bất quá hai người vẫn như cũ hôn mê không tin. Là ngươi, huyết kiếp ma tôn cũng một cái nhận Tiêu Phàm, cuồn cuộn sát khí nở rộ mà ra, đã hoàn toàn quên đi mới vừa sợ hãi. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, nếu như không phải Tiêu Phàm, hắn ma thành vẫn còn, thế nhưng là có được hàng vạn mà tính thuộc hạ. Dù cho gặp gỡ bạch bào nam tử, nó cũng không sợ hãi. Đồng thời, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới Tiêu Phàm trên người đại sát khí, bản thân chỉ cần lấy được cái kia đại sát khí, diệt đi bạch bào nam tử, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, cái này bạch bào nam tử rõ ràng nhận biết Tiêu Phàm, mình nếu là bắt sống Tiêu Phàm, không chả có thể uy hiếp hắn sao? Nghĩ vậy, huyết kiếp ma tôn bỗng nhiên phóng tới Tiêu Phàm, muốn đem Tiêu Phàm bắt tới. Thế nhưng là, bạch bào nam tử xuất thủ càng nhanh, hắn cũng đã sớm đoán được huyết kiếp ma tôn tâm tư, một đạo kiếm mang trong nháy mắt ngăn cản huyết kiếp ma tôn đường đi. Tiêu Phàm, tỉnh lại, bạch bào nam tử một tiếng quát như sấm, ẩn chứa lực lượng linh hồn, bay thẳng Tiêu Phàm não hải. Hôn mê Tiêu Phàm dường như nghe được một đạo lôi âm, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó vẻ mặt phòng bị nhìn xem bốn phía. Nơi này là... Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bốn phía, cảm thụ được bốn phía mấy hơi thở khí tức, không khỏi kích động lên, quả nhiên đến huyết hồn kiếp hải. Chỉ cần đến huyết hồn kiếp hải, bản thân trở lại thiên hoang cái kia còn khó sao. Sau một khắc, Tiêu Phàm trong nháy mắt bị xa xa chiến đấu hấp dẫn lực chú ý, khi hắn nhìn thấy bạch bào nam tử thời khắc, trên mặt vậy mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, bạch bào nam tử cũng một kiếm đẩy lui đối diện huyết kiếp ma tôn. Xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Nguyên lai người tại hù ta, trước đó một kiếm kia, người nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra một kiếm mà thôi. Huyết kiếp ma tôn sát khí nặng nề nói. Vừa rồi nó bị bạch bào nam tử một kiếm chấn trụ, dọa đến nó kém chút chạy trốn, cái này đối nó mà nói nhất định chính là một loại sỉ nhục. Còn tốt vừa rồi một phen giao thủ, nó đã thăm dò ra bạch bào nam tử danh giới cuối cùng. Bạch bào nam tử có lẽ thật có được chém giết thượng phẩm nguyên tôn thủ đoạn, nhưng loại này thủ đoạn, chỉ có thể thi triển một lần,
chí ít hắn bây giờ là không thi triển ra được. Trước đó một kiếm kia, ẩn chứa kinh khủng tinh thần khí, cũng không phải một cái hạ phẩm nguyên tôn có thể không ngừng thi triển. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tiêu Phàm không để ý đến huyết kiếp ma tôn, tựa như hoàn toàn không thấy được nó đồng dạng, ngược lại nhìn về phía bạch bào nam tử nói, năm đó tử biệt, không cẩn thận đã qua hơn mấy chục năm. Đúng vậy à, bạch bào nam tử hiểu ý cười một tiếng, nguyên bản ta cho là ta sẽ rớt lại phía sau với ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn chỉ là trung phẩm thánh tôn. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bản thân đột phá đã rất nhanh tốt à. Bất quá khi hắn cảm nhận được bạch bào nam tử khí thế trên người lúc, đành phải ngậm miệng không nói. Hắn cái này trung phẩm thánh tôn, ở đối phương hạ phẩm nguyên tôn tu vi trước mặt, xác thực quá yếu, phải biết, năm đó bọn họ nhưng là ở cùng một cái cấp độ A. Cùng ngươi cái này biến thái, ta không thể không chịu thua. Tiêu Phàm cảm thán một câu, sau đó vỗ vỗ Dạ Thế Đầu, đem hắn đánh thức. Thiên ma kiếp địa người. Bạch bào nam tử ánh mắt rơi vào Dạ Thế trên người, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Người đây cũng nhìn ra, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn bạch bào nam tử, nói, Lâu huynh, bí mật trên người của ngươi còn thật không ít. Lâu huynh, trong thiên hạ, có thể làm cho Tiêu Phàm xưng là Lâu huynh người, còn có thể là ai? Không sai, bạch bào nam tử chính là Lâu Ngạo Thiên, chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không biết, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phải biết. Hắn tiến vào thái cổ thần giới, đến tiến vào thiên hoang, đều chưa từng nghe nói qua Lâu Ngạo Thiên danh tự, nhưng mà Lâu Ngạo Thiên bây giờ lại xuất hiện ở trong động ma, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Còn nhớ rõ năm đó người ta ước định chi chiến sao? Lâu Ngạo Thiên cười nói. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, trực tiếp nhận túng nói, ta thua, không phải đối thủ của ngươi. Nói đùa cái gì, bản thân một cái trung phẩm thánh tôn, làm sao có thể cùng hạ phẩm nguyên tôn liều? Mấu chốt là, cái này hạ phẩm nguyên tôn, vẫn là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, vừa rồi không có gặp hắn liền huyết kiếp ma tôn đều có thể đẩy lui sao. Hắn Tiêu Phàm tự ngạo, còn không tự phụ đến có thể có được cùng huyết kiếp ma tôn thực lực đánh một trận. Cái này cũng không giống như cách làm người của ngươi a. Lâu Ngạo Thiên cười cười, hắn trong ấn tượng Tiêu Phàm, thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Im lặng nói, đều lớn cả không phải còn nhỏ, cũng nên đã thành thục, hàng ngày đánh đánh giết giết, không tốt lắm. Ngươi đừng cho rằng nói như vậy, người ta một trận chiến liền sẽ đến đây thì thôi. Lâu Ngạo Thiên vẻ mặt thành thật nói, ta thế nhưng là vẫn như cũ chờ mong đánh với ngươi một trận. Tiêu Phàm biết rõ, Lâu Ngạo Thiên không chỉ là nói một chút, trên người hắn chiến ý mặc dù 10 điểm thu liếm, nhưng hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn vừa định nói chuyện. Lúc này, Dạ Thế đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt mờ mịt nói, đệ đệ, chúng ta tới chỗ nào? Đến nhà, Tiêu Phàm sờ lên Dạ Thế đầu, cười nói. Hỗn trướng, cũng đúng lúc này, huyết kiếp ma tôn hoàn toàn nhìn không được, bản thân dù sao cũng là lục tinh ma tôn A, lại bị một cái hạ phẩm nguyên tôn cùng trung phẩm thánh tôn cho không để ý đến, cái này khiến hắn triệt để tức giận. Nói xong, hắn ánh mắt bỗng nhiên khóa chặt Tiêu Phàm, dày đặc khí lạnh nói. Đem cái kia đại sát khí giao ra, bằng không, bản tôn đòi mạng ngươi. Đại sát khí, cái gì đại sát khí? Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức. Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nghĩ đến ngày đó hắn sử dụng phá diệt chi lực một đòn tiêu diệt cả tòa ma thành. Ở huyết kiếp ma tôn xem ra, Tiêu Phàm lúc ấy chẳng qua là một cái hạ phẩm ma tôn, nơi nào có diệt đi ma thành thực lực, nhất định là có cái gì đại sát khí. Tiêu Phàm không biết là hắn sớm đã bị Lý Thanh Chủ cho ra bán. Ta không cho, người qua đây giết ta à? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Dạ Thế đã thức tỉnh, dù cho bị đánh ngốc, đã mất đi ký ức, đó cũng là thực sự hạ phẩm pháp tôn à. Huyết kiếp ma tôn mặc dù đột phá lục tinh ma tôn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tương đương với thượng phẩm nguyên tôn mà thôi, tại sao có thể là Dạ Thế đối thủ? Người tự tìm cái chết, huyết kiếp ma tôn phẫn nộ. Dư quang còn nhìn không được nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái, chậm rãi sắc mặt biến sắc hung hăng. Nghĩ đến bản thân vừa rồi thăm dò qua Lâu Ngạo Thiên thực lực, mặc dù mình không nhất định có thể thắng hắn, nhưng hắn tuyệt đối không gánh nổi một cái trung phẩm thánh tôn. Bản thân chỉ cần chiến đấu thời điểm, đem dư ba hướng Tiêu Phàm bên kia dẫn, liền có thể đánh giết Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái,
ngay sau đó nở nụ cười, Tiêu Phàm quả nhiên vẫn là cái kia Tiêu Phàm, không bị người uy hiếp, dù cho đối phương là thượng phẩm nguyên tôn, thực lực chênh lệch cách xa. Hô, huyết kiếp ma tôn do dự hai hơi thời gian, vẫn là lựa chọn động thủ, vì kinh khủng đại sát khí, bất kể như thế nào đều phải liều mạng một cái. Lâu Ngạo Thiên đã sớm làm xong tính toán ra tay, nhưng mà, không chờ hắn xuất thủ, Tiêu Phàm liền gọi hắn lại, Lâu huynh, chút chuyện nhỏ này, liền không làm phiền ngươi. Việc nhỏ, Lâu Ngạo Thiên sững sờ, huyết kiếp ma tôn mặc dù không phải cùng giai bên trong cường đại nhất, nhưng dù gì cũng là thượng phẩm nguyên tôn A. Người nhà bị một cái thượng phẩm nguyên tôn theo dõi, vẫn là việc nhỏ sao? Thế nhưng là, theo hiểu biết của hắn, Tiêu Phàm cũng không phải một cái chịu chết người A, khẳng định có gì ghê gớm át chủ bài. Đúng, nhất định là trên người hắn đại sát khí. Nghĩ nghĩ, Lâu Ngạo Thiên vẫn là lựa chọn không có động thủ. Kỳ thật hắn cũng biết, cho dù hắn động thủ, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được Tiêu Phàm. Huyết kiếp ma tôn nghe được lời nói của Tiêu Phàm, phẫn nộ trong nháy mắt đến cực hạn, bản thân đường đường lục tinh ma tôn, lại bị một cái trung phẩm thánh tôn cho xem thường. Biết bao buồn cười, hắn mặt sắc lập tức trở nên dữ tợn, nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, trên mặt hắn càng là lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn trang nghiêm không phát hiện, dù cho hắn lục tinh ma tôn khí thế cường đại, Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm đứng ở đó. Nhưng mà, khi hắn khoảng cách Tiêu Phàm chỉ còn lại có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, liền không cười được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đối với hắn bên cạnh cái kia áo đen nam tử khôi ngô nói nhỏ một tiếng, đột nhiên, hắc y nam tử trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở huyết kiếp ma tôn trước người, một cái đại thủ đi sâu vào huyết vân bên trong nụ cười đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy dạ thế nhẹ nhàng tìm tòi, tựa như bắt được cái gì, sau một khắc, huyết kiếp ma tôn chân thân hiển lộ ra. Đó là một đầu toàn thân đỏ như máu quái vật, còn mọc ra vảy màu đỏ ngòm, nhìn qua dị thường đáng sợ. Chỉ bất quá, thời khắc này huyết kiếp ma tôn, trên mặt lộ ra hết sức vẻ sợ hãi, hắn nội tâm càng đáng sợ hơn. Pháp tôn, Lâu Ngạo Thiên cũng là cả kinh ngạc nhìn xem dạ thế, quay đầu vừa nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn rốt cuộc biết Tiêu Phàm vì sao bình tĩnh như thế, bên người có một cái pháp tôn cảnh tay chân. Lại làm sao có thể e ngại một cái lục tinh ma tôn đây? Đột phá thánh tôn cảnh về sau, mỗi tam phẩm chính là một đạo khảm, thánh tôn cảnh muốn chiến thắng nguyên tôn cảnh, 10 điểm gian nan. Đồng dạng, nguyên tôn cảnh muốn chiến thắng pháp tôn cảnh, cũng cực kỳ khó khăn, thậm chí so với hắn thánh tôn cảnh khiêu chiến lục tinh ma tôn còn muốn khó khăn. Liền thực lực như vậy, còn muốn giết ta? Tiêu Phàm cười khẽ nhìn phía xa huyết kiếp ma tôn. Huyết kiếp ma tôn biểu tình vẻ dữ tợn, hắn ra sức giãy giụa, có thể căn bản không có một chút tác dụng nào, ngược lại bị dạ thế chém rụng hai đầu cánh tay. Bất quá, huyết kiếp ma tôn thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều không phát ra. Tiểu tử, thả ta, bằng không, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Huyết kiếp ma tôn thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì cổ bị dạ thế kẹt nguyên nhân. Cá chết lưới rách, Tiêu Phàm nhíu mày. Ánh mắt lại là nhìn về phía dưới đen nhánh thâm uyên. Từ vừa rồi xuất hiện bắt đầu, hắn vẫn tại chú ý cái này thâm uyên, trong này, tản ra một loại nhường hắn rợn cả tóc gáy khí tức. Chẳng lẽ huyết kiếp ma tôn còn có thể điều động một chút phương đồ vật? Tiểu tử, bây giờ sợ a? Không sợ nói cho ngươi, bản tôn tùy thời có thể dưới sự thúc dục phương thiên kiếm chi mộ. Huyết kiếp ma tôn cười lạnh nói. Thiên kiếm chi mộ, Tiêu Phàm sửng sốt một chút. Hắn ngược lại là nhận biết thiên kiếm, làm sao đột nhiên toát ra cái thiên kiếm chi mộ. Người biết thiên kiếm chi mộ, ngược lại là Lâu Ngạo Thiên, thần sắc trở nên hết sức băng lạnh, dường như bí mật gì bị người phát hiện một dạng. Người nào không biết, thái cổ thời kỳ, thiên kiếm thần cung chính là thái cổ thần giới mạnh nhất mấy đại thế lực một trong, hơn nữa thiên kiếm thần cung từng cái đều là thiên tài kiếm tu. Thiên kiếm thần cung cung chủ càng là lúc ấy cửu thiên thập địa một trong mấy người mạnh nhất. Đáng tiếc, cuối cùng lại không giải thích được tử vong, thiên kiếm thần cung tất cả mọi người chết bất đắc kỳ tử. Thậm chí, liền thiên kiếm thần cung đệ nhất chí bảo, thái cổ thần kiếm, cũng vỡ nát ra, tản mát các nơi. Huyết kiếp ma tôn cười lạnh nói, tựa như bắt được Tiêu Phàm bọn họ mạch môn một dạng. Lâu Ngạo Thiên khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, trên người chán phóng như có như không kiếm khí cùng sát khí.
Tiêu Phàm nghe đến mấy cái này tin tức, cũng chấn động vô cùng. Thiên kiếm thần cung, Tu La truyền thừa bên trong không có quá nhiều ghi chép. Nhưng là, thái cổ thần kiếm, thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo xếp hạng đệ nhất tồn tại a, còn đang chấn thế đồng quan phía trước đây. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm thấy qua không ít lịch cổ chí bảo, trên tay hắn đều có hai kiện. Nhưng là thái cổ thần kiếm, hắn vẻn vẹn chỉ là nghe nói qua, liền hình dạng thế nào đều không biết, hắn thu thập được tin tức, cũng vẻn vẹn chỉ là ghi chép thái cổ thần kiếm một cái tên mà thôi. Mặt khác, có truyền văn, thái cổ thần giới ra, một kiếm có thể diệt đại thế giới. Ngươi còn biết cái gì? Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, tùy thời đều có thể động thủ. Thái cổ thần kiếm vỡ nát, thiên kiếm thần cung sụp đổ, bất quá có truyền văn, thái cổ thần cung chí bảo, tất cả đều bị phong tàng ở một ngôi mộ lớn bên trong, chính là thiên kiếm chi mộ. Huyết kiếp ma tôn tiếp tục nói, trừ bỏ chúng ta bên ngoài, người thiên hoang người, tất nhiên cũng đang tìm thiên kiếm chi mộ, biển máu này phía dưới, chính là trong truyền thuyết thiên kiếm chi mộ. Ta mà tử vong, thiên kiếm chi mộ tất nhiên sẽ bại lộ, thậm chí... Tộc ta tất nhiên sẽ lập tức có thất tinh cùng bát tinh cường giả đến, các ngươi cảm thấy, các ngươi còn có thể tiếp tục sống sao? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi không có cái gì át chủ bài giết chết chúng ta, mà là tử vong của ngươi, mới có thể dẫn động người khác giết chúng ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Huyết kiếp ma tôn nghe vậy, cười lạnh nói, dù sao tất cả mọi người muốn chết, không giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, giết ngươi, ngươi nhất định sẽ chết, nhưng là... Chúng ta lại không nhất định sẽ chết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó ánh mắt bỗng lạnh lẽo, dạ thế, làm thịt hắn. Dạ thế, làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra, huyết kiếp ma tôn sắc mặt đại biến, biểu tình vẻ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà, phịch một tiếng nổ vang, dạ thế trực tiếp bóp nát đầu của hắn, kinh khủng bản nguyên chi lực điên cuồng phá hủy hắn nhục thân cùng linh hồn. Hỗn trướng, muốn chết. Mọi người thì cùng chết a, ha ha, dù sao không được bao lâu, thái cổ thần giới liền sẽ triệt để hủy diệt. Huyết kiếp ma tôn bạo tạc trước một khắc này, trên người đột nhiên thúc dục một loại nào đó cổ lão đường vân. Đường vân bắn về phía thương khung, hóa thành vô số quang vũ nổ tung. Không tốt, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt biến hóa, quay người liền chuẩn bị rời đi, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không có gì a, hắn không phải đã nói rồi sao, hắn có bí pháp thông chi thất tinh ma tôn cùng bát tinh ma tôn, nhưng là không nhanh như vậy chạy đến. Tiêu Phàm ngược lại không gấp. Bất quá, hắn nội tâm lại là đang hồi tưởng lấy huyết kiếp ma tôn trước khi chết lưu lại câu nói kia. Cái gì gọi là thái cổ thần giới không bao lâu liền sẽ triệt để hủy diệt. Hắn rất khẳng định, huyết kiếp ma tôn trong miệng thái cổ thần giới, tuyệt đối không phải thiên hoang, mà là chân chính thái cổ thần giới. Nó trước đó xưng hô thiên hoang, chắc là sẽ không xưng thái cổ thần giới. Chẳng lẽ thái cổ thần giới có chuyện gì sắp xảy ra sao? Thế nhưng là, thái cổ thần giới khoảng cách ma quật biết bao xa xôi, dị ma lại làm sao có thể xâm lược đi qua đây? Phải biết, thái cổ thần giới có thể nói là thiên hoang hậu hoa viên, thái cổ thần giới nếu như xảy ra vấn đề gì, thiên hoang cũng kém không nhiều kết thúc. Không đúng, đã từng ta nghe người ta nói qua. Thiên hoang mới là thái cổ thần giới sau cùng tịnh thổ, nói cách khác, dị ma nếu như xâm lược mà nói, khẳng định trước xâm lược thái cổ thần giới. Tiêu Phàm trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, vì sao mặt khác ma quật đều có 5 tòa ma thành, mà huyết hồn kiếp hải, chỉ có ngồi một chút sao? Lâu Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hít sâu một cái nói, không còn kịp rồi. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đúng vậy a, vì sao huyết hồn kiếp hải cái này tứ tinh ma quật như thế đặc thù đây? Hay là nói, không phải huyết hồn kiếp hải đặc thù, mà là huyết kiếp ma tôn người này đặc thù? Huyết kiếp ma tôn có cái gì đặc thù lai lịch sao? Tiêu Phàm nhìn không được hỏi. Không đợi Lâu Ngạo Thiên trả lời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ áp lực cực lớn cuồng ép mà tới. Dù cho Tiêu Phàm lực lượng linh hồn đến gần vô hạn thượng phẩm thánh tôn. Vậy mà cũng cảm giác có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy, cái kia nổ tung vô số quang vũ, vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn huyết sắc tuyền qua. Huyết sắc tuyền qua bao trùm phương viên mấy vạn dặm, khu vực biên giới,
nhấc lên một cỗ gió lốc tường, tựa như phong tỏa mảnh này khu vực một dạng. Để cho Tiêu Phàm kinh hãi là, cái kia huyết sắc tuyền qua, dường như thông hướng một cái thế giới khác, có rất nhiều cường đại khí tức tràn ngập mà đến, những khí tức này, mang cho hắn áp lực cực lớn. Phiền toái, thật sự có thất tinh cùng bát tinh ma tôn đến. Tiêu Phàm sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đâu. Hắn phát hiện, bản thân một lần này thật lỗ mãng. Thở sâu, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, nói, không đúng, nơi này chỉ là tứ tinh ma quật mà thôi, huyết kiếp ma tôn tọa trấn đều đã coi như là vi phạm với hiệp nghị. Hiện tại nếu có thất tinh cùng bát tinh ma tôn đến, chẳng phải là triệt để xé bỏ hiệp nghị. Tuân thủ hiệp nghị, đó là bởi vì không có đầy đủ lợi ích, ở ích lợi thật lớn trước mặt, thỏa thuận gì đều là cầu thí. Lâu Ngạo Thiên khó được mắng. Điểm này Tiêu Phàm rất tán thành, hắn nhưng là kiến thức qua thiên hoang những người kia chán ghét sắc mặt. Ngoài miệng nhân nghĩa đạo đức, sau lưng đâm ngươi một đao không thương lượng. Dù sao bây giờ Tiêu Phàm, đối thiên hoang không sai biệt lắm đã chết tâm, ít nhất là không có hảo cảm gì. Hắn đều không đem mình làm thiên hoang người, mà là thái cổ thần giới người. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Phàm cũng cảm giác có chút khó giải quyết, bình thường quyết định rất thoải mái hắn, hiện tại cũng có chút mê mang. Ở thất tinh ma tôn, thậm chí bát tinh ma tôn trước mặt, nghĩ phải sống sót, quá khó khăn. Nếu như chỉ là thất tinh ma tôn còn tốt, Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh Dạ Thế nói, nhưng nếu như là bát tinh ma tôn. Lâu Ngạo Thiên mà nói không có nói tiếp, nhưng Tiêu Phàm minh bạch, Dạ Thế chính là hạ phẩm ma tôn, cùng thất tinh ma tôn là cùng giai tu vi, tự nhiên có thể cùng thất tinh ma tôn một trận chiến. Nhưng nếu như gặp gỡ bát tinh ma quật, bọn họ khả năng rất lớn sẽ chết phỉnh lên. Thiên hoàng sẽ tới hay không người đâu, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nếu như, bại lộ phía dưới kiếm chủng, thiên hoàng có lẽ sẽ có chút hứng thú. Lâu Ngạo Thiên trên mặt lộ ra hết sức vẻ phức tạp, tựa như không quá nguyện ý bại lộ một dạng. Kiếm chủng, Tiêu Phàm nghi hoặc, huyết kiếp ma tôn không phải mới vừa nói thiên kiếm chi mộ sao? Làm sao hiện tại lại trở thành kiếm chủng đây? Chờ chút vạn nhất không địch lại, hai người chúng ta trước trốn vào kiếm chủng bên trong, có lẽ còn có thể chống đối mà thôi. Lâu Ngạo Thiên thần sắc hết sức ngưng trọng nói. Tiêu Phàm không nói, nhìn qua phía dưới đen kịt hết sức, lộ ra vô số lăng lệ nhìn thấy gào thét thâm uyên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn thấy, cái này hắc uyên khủng bố, không kém chút nào đánh tới dị ma. Dạ Thế, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm nhìn về phía cách đó không xa Dạ Thế nói. Hắn là ai? Lâu Ngạo Thiên nhíu mày, người có thể hay không hoàn toàn khống chế hắn, thiên hoang cùng thiên ma kiếp địa nhưng không thế nào thân mật, nếu như hắn phản đi qua đối phó chúng ta. Lời này xem như nhắc nhở Tiêu Phàm, trong lòng mãnh kinh. Đúng vậy a, Dạ Thế thế nhưng là hắn địch nhân đây, mặc dù khoảng thời gian này một mực bảo hộ lấy hắn, chỉ khi nào hắn khôi phục ký ức, có thể bảo vệ không cho phép sẽ giết bản thân. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Dạ Thế là muốn từ trên người chính mình lấy được một thứ gì đó mới có thể đối với mình như thế thân mật, tỉ như phía trước thiên ma cấm quả. Lại chưa từng lấy được thiên ma cấm quả trước đó, Dạ Thế khẳng định không dám động đến hắn, nhưng là bây giờ thì chưa chắc, huống chi, nơi này là thiên hoang, khó tránh khỏi hắn sẽ đến một cái giết người diệt khẩu. Đệ đệ, người yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Dạ Thế vẻ mặt trịnh trọng nói, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào trên trời huyết sắc tuyền qua. Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều cảm động, chỉ là hơi có từng tia cảm giác áy náy, Dạ Thế dù sao không có hại qua hắn, điểm này Tiêu Phàm không thể không thừa nhận. Nếu như đem Dạ Thế hại chết ở chỗ này, Tiêu Phàm trong lòng ít nhiều có chút băn khoăn, dù cho biết rõ đối phương là muốn lợi dụng hắn. Dạ Thế, vạn nhất không địch lại, người trước chạy mất. Tiêu Phàm thở dài, không cùng Lâu Ngạo Thiên giải thích cái gì, mà là nhìn về phía Dạ Thế trịnh trọng nói. Ta, Dạ Thế còn có chút do dự, bản thân làm sao có thể từ bỏ đệ đệ, một thân một mình chạy mất đây. Nghe lời của ta, không cần phải để ý đến ta. Tiêu Phàm trầm giọng nói, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, Dạ Thế, ngươi nếu động thủ trước hại ta, tiểu gia nhất định nghĩ hết biện pháp giết chết ngươi, nhưng là lần này, coi như xong. Nói xong, huyết sắc tuyền qua bên trong đột nhiên lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, này khí tức, thậm chí vượt qua Dạ Thế. Ai dám động đến ta tôn nhi?
Không đợi hai người lấy lại tinh thần, hư không đột nhiên một tiếng quát như sấm vang lên, chấn động đến Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người màng nhĩ phát run, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bao phủ hai người trong lòng. Bát Tinh Ma Tôn, Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên hai người đồng thời kinh hô, bậc này khí thế, đáng sợ tới cực điểm, vẻn vẹn tiết lộ ra một tia khí tức, liền ép tới hai người có chút không thở nổi. Bát Tinh Ma Tôn, thế nhưng là tương đương với trung phẩm pháp tôn tu vi. Tiêu Phàm cảm thụ qua trung phẩm pháp tôn khí thế, Trương Văn Cẩn cùng Lục Bá Hậu hai người đều là tu vi này, mà cỗ khí tức này, so sánh hai người bọn họ cũng chắc chắn mạnh hơn. Hai người không chần chờ, nhanh chóng hướng về phía dưới Hắc Uyên lặn xuống, có vô số kiếm khí ngăn trở cỗ khí thế kia, hai người lúc này mới dễ chịu một chút. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, hắn cảm thấy càng vực sâu kinh khủng, có vẻ như có thể được Lâu Ngạo Thiên thao túng. Hắn không khỏi quái dị nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái, chẳng lẽ cái này Thâm Uyên, không, phải nói là kiếm chủng, cùng Lâu Ngạo Thiên còn có kéo không rõ quan hệ sao? Lâu Ngạo Thiên ở chiến hồn đại lục thần bí thì cũng thôi đi, làm sao đến thiên hoang, thậm chí ma quật, cũng vẫn như cũ thần bí như vậy đây. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị không trung huyết sắc tuyển qua bên trong thân ảnh hấp dẫn, để bọn hắn kinh ngạc là, người cầm đầu, có vẻ như cũng không phải là chân nhân. Tê Tiêu Phàm nhìn không được hít một hơi lạnh. Không phải thật sự người, vẻn vẹn chỉ là một đạo hình ảnh, liền tản mát ra Bát Tinh Ma Tôn khí tức, vậy nó bản tôn, lại phải cường đại dường nào. Cửu Tinh Ma Tôn, đây chính là tương đương với Thái Cổ Thần Giới thượng phẩm pháp tôn A, dù cho phóng nhãn toàn bộ thiên hoang cùng Thái Cổ Thần Giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thượng phẩm pháp tôn phía trên, chính là Thiên Tôn, Tiêu Phàm tạm thời trong ấn tượng. Chỉ có hai người có thể vượt qua người này, kia liền là thần cách các chủ quân Bách Nhẫn, cùng âm dương tạo hóa thú. Nha, cái này huyết kiếp ma tôn địa vị bề ngoài như có chút lớn a. Lâu Ngạo Thiên cũng khó tuôn ra nói tục. Tiêu Phàm thầm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nha, nơi này đầu đâu chỉ lớn, quả thực lớn đến vô biên. Khó trách hắn rõ ràng chỉ là ngũ tinh ma tôn, liền có thể độc chiếm một cái ma quật, hơn nữa nhờ vào đó đột phá lục tinh ma tôn. Hơn nữa, dù cho nó đột phá lục tinh ma tôn, cũng không có ai đem nó rút về đi, đoán chừng thiên hoang cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí đã nhiều năm như vậy, vô số thiên hoang tu sĩ chết ở dưới huyết kiếp ma tôn, cũng không người tìm đến huyết kiếp ma tôn báo thù. Nguyên lai, huyết kiếp ma tôn ra ra, dĩ nhiên là một vị cửu tinh ma tôn. Thở sâu, Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Khó trách lão gia hỏa này có thể mở ra bậc này thời không thông đạo, vượt qua vô số không gian truyền tống một đạo hình ảnh tới. Loại thủ đoạn này, ít nhất cũng phải cửu tinh ma tôn mới có thể làm được, hơn nữa còn là am hiểu thời không bổn nguyên cửu tinh ma tôn. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục nhìn rõ ràng người tới bộ dáng, đó là một cái vóc người cao to nam tử, người khoác bạch sắc cẩm bào, giống như một đám mây trong gió phiêu đãng. Đầu mang vũ quan. Cho người ta một loại phiêu giật tiêu tán cảm giác, chỉ là bộ mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Bất quá Tiêu Phàm có thể phán định, người này hình dạng nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hơn nữa tư thế hiên ngang. Ân, cũng đúng lúc này, Lâu Ngạo Thiên lông mày nhíu lại. Tiêu Phàm cũng sắc mặt biến hóa, bọn họ đột nhiên nhìn thấy, cái kia huyết sắc tuyển qua trung ương, rốt cuộc lại có hai đạo khí tức gào thét mà ra, xuất hiện ở cái kia hình ảnh sau lưng. Bái kiến vực chủ đại nhân, hai người kia vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Vực chủ đại nhân, Tiêu Phàm mặt sạm lại, tim đập đột nhiên tăng tốc. Hắn tiến vào thiên hoang cũng có chút năm tháng, Tiêu Phàm làm sao không rõ ràng, vực chủ đại biểu cho cái gì. Dị ma ma quật, từ dưới mà lên cùng sở hữu cửu tinh, nhất tinh thấp nhất, cửu tinh cao nhất. Trên thực tế, đạt tới bát tinh ma quật cấp độ, đã không còn xưng là ma quật. Mà là xưng là vực. Truyền văn, thiên hoàng đối mặt vực, tổng cộng có cửu vực, cái này cửu vực, tất cả đều là cửu tinh ma quật. Mà ở bát tinh ma quật vực phía trên, còn có cửu tinh ma quật, đồng dạng, cửu tinh ma quật cũng có mặt khác xưng hô, xưng là giới. Thái cổ thần giới cùng thiên hoàng, phải đối mặt chính là dị ma một giới. Một giới cửu vực, Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ vị trí huyết hồn kiếp hải, lệ thuộc vào bát tinh ma quật U Vân vực. Nếu là bình thường, ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ tứ tinh ma quật,
vậy mà lại cùng bát tinh ma quật U Vân Vực dính líu quan hệ đây. U Vân Vực vực chủ, giống như xưng là Vân Tôn. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, đã đại khái đoán được cái kia mơ hồ hình ảnh thân phận, tâm thần trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn tiến vào huyết hồn kiếp hải phía trước, thế nhưng là làm đại lượng liên quan tới ma quật công khóa, bởi vì huyết hồn kiếp hải tính đặc thù, Tiêu Phàm càng là tra không ít tư liệu. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, huyết kiếp ma tôn dĩ nhiên là Vân Tôn tôn tử. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trời cao Dạ Thế trên người, vội vàng kêu lên, Dạ Thế, xuống tới. Lúc này Dạ Thế lại còn ở trên không không nhúc nhích, đây không phải muốn chết sao? Giết bọn hắn, cũng ngay lúc này, cái kia mơ hồ hình ảnh lạnh lùng nói, hắn đã cảm nhận được huyết kiếp ma tôn chết đi, trong nháy mắt khóa chặt ở Tiêu Phàm bọn họ trên người. Tiêu Phàm bọn họ cho là mình trốn ở kiếm chủng bên ngoài, liền có thể tránh thoát một kiếp, hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Hô, theo Vân Tôn ra lệnh một tiếng, hai đạo thân ảnh kia bỗng nhiên đáp xuống, một người trong đó thẳng hướng Dạ Thế, mà một người khác, lại là xông về Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Thất tinh ma tôn, Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng. Dạ Thế ứng phó một cái thất tinh ma tôn không có vấn đề. Nhưng hắn cùng Lâu Ngạo Thiên muốn ứng phó một cái thất tinh ma tôn, đó là không có khả năng. Mấu chốt là, còn có một cái Vân Tôn hình ảnh ở cái kia trông xuống kéo dài, đây chính là bát tinh ma tôn thực lực A. Tiêu Phàm, ta toàn lực chém giết cái gì đó vực chủ hình ảnh, người trước trốn vào kiếm chủng bên trong, ngăn chặn cái kia thất tinh ma tôn. Lâu Ngạo Thiên quyết định thật nhanh. Tiêu Phàm bị Lâu Ngạo Thiên lời nói dọa sợ, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Hỏi, ngươi xác định? Xác định, Lâu Ngạo Thiên vô cùng trịnh trọng. Tiêu Phàm nghe vậy, cắn răng nói tốt, lão tử liều. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra từ Dạ Thế cái kia lấy được phá ma chiến giáp khoác lên người, cùng lúc đó, không chút do dự vận chuyển Tu La cửu biến đệ lục biến. Đây là Tiêu Phàm mấy chục năm đến nay, lần thứ nhất trở thành Tu La chi thể chiến đấu. Đồng thời, Tiêu Phàm tay trái nắm thời không thiên châu. Tùy thời chuẩn bị đánh lén đối phương. Đối mặt thất tinh ma tôn, tương đương với hạ phẩm pháp tôn tu vi dị ma, Tiêu Phàm nơi nào còn dám có nửa điểm giữ lại. Theo vô tận chiến huyết vận chuyển, Tiêu Phàm khí thế trên người hiện lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần tăng lên, trong nháy mắt vượt qua thượng phẩm thánh tôn, thậm chí hạ phẩm nguyên tôn giới hạn. Thân thể cường độ, càng là đạt đến vô thượng kim thân đệ tam đoán. Đây cũng là Tiêu Phàm duy nhất không kém gì pháp tôn cảnh cường giả, thậm chí càng mạnh át chủ bài. Không hổ là Tiêu Phàm, Lâu Ngạo Thiên cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mà thẳng hướng Tiêu Phàm bọn họ thất tinh ma tôn cường giả, cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc, cũng bỗng nhiên do dự một hơi thời gian. Vượt qua hai giai lại như thế nào, còn không phải hạ phẩm nguyên tôn cảnh run rế. Ta nộ giang ma tôn, bóp chết người còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Đối diện đánh tới thất tinh ma tôn cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hung hăng vỗ xuống. Thất tinh ma tôn một bàn tay, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có thi triển cái gì cổ pháp. Nhưng là, hắn ẩn chứa bản nguyên chi lực, đã đủ để hủy diệt hết thảy. Tiêu Phàm dù cho thi triển ra tất cả át chủ bài, cũng vẻn vẹn đạt tới hạ phẩm nguyên tôn mà thôi. Làm sao có thể cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ đây? Nếu như Lý Đạo Lâm ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra được, cái này nộ giang ma tôn, không phải liền là ban đầu ở Hoàng Sa cổ địa ma quật, tranh đoạt vạn thánh vân giới thất tinh nộ giang ma tôn sao? Tại đồng bậc bên trong, nộ giang ma tôn tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại, hắn tùy ý một tay, đã đủ để miểu sát đại bộ phận nguyên tôn cùng với phía dưới tu sĩ. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, quay người liền hướng Hắc Huyên chỗ sâu bỏ chạy. Giờ phút này, hắn thi triển thời không na di thiểm, tốc độ tuyệt đối không lời nói, thể nội ba cái nguyên tuyển đồng thời vận chuyển, có bàng bạc bản nguyên chi lực ủng hộ, Tiêu Phàm tốc độ tuyệt đối không thua thượng phẩm nguyên tôn. Nhưng mà, hắn tốc độ này, tương đương với nộ giang ma tôn công kích lại là chậm hơn rất nhiều. Đây là nộ giang ma tôn không có toàn lực ứng phó điều kiện tiên quyết, bằng không mà nói. Tiêu Phàm hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Bang, một tiếng thanh thúy nổ vang truyền ra, Tiêu Phàm nhục thân giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, phóng tới Thâm Uyên chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Nộ Giang lông mày nhíu lại,
hắn mới vừa nghe được kim loại đụng thanh âm, chẳng lẽ hư không còn có không thấy được hàng rào. Hắn thân hình lóe lên, nhanh chóng đi theo, có thể hư không trừ bỏ vô cùng vô tận kiếm khí, không có cái gì. Ngay sau đó, hắn ánh mắt hướng người mặc thâm uyên chỗ sâu nhìn tới, lại là nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nộ giang ma tôn lập tức tựa như gặp quỷ sống một dạng. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm vậy mà hoàn hảo không hao tổn đứng ở cái kia. Phải biết, vừa rồi cái kia một trường, đã đủ để hủy diệt hạ phẩm pháp tôn cảnh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm cái này trung phẩm thánh tôn. Dù cho Tiêu Phàm ở nhục thân bên trên tạo nghệ phi phàm, nhưng là tối đa chỉ là vô thượng kim thân đệ nhất đoán A. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lại là chặn lại hắn một đòn, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm như không có chuyện gì xảy ra đứng ở cái kia, vẻ mặt hí ngược nhìn xem hắn, nói thất tinh ma tôn công kích, có vẻ như cũng chỉ đến như thế, không ngứa không đau. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ sôi trào không thôi, bất quá, trên người hắn đan dược cũng không ít, tùy ý nhét hai khỏa, thương thế rất nhanh liền phục hồi như cũ. Có đúng không, nộ giang ma tôn nhe răng cười một tiếng. Ngươi cho rằng dùng hết át chủ bài tránh thoát ta một đòn, liền có thể khinh thường pháp tôn cảnh cường đại sao? Bất quá, trên người ngươi chiến giáp không sai, bản tôn muốn. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn, khi nào bị một cái trung phẩm thánh tôn cảnh xem thường. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm trên người phá ma chiến giáp lúc, nội ý mới tiêu tán không ít. Mình nếu là lấy được cái này phá ma chiến giáp, chiến lực tất nhiên có thể tăng lên một mảng lớn. Chỉ một thoáng, thân hình lóe lên, nộ giang ma tôn xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, nổ tính nắm đấm nộ oanh mà ra. Lần này, so với vừa rồi một đòn, lực lượng chí ít lại mạnh gấp một. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, thất tinh ma tôn thật sự có khủng bố như vậy sao, uy lực này, vậy mà trong nháy mắt tăng lên gấp một. Hắn nhấc chân chạy, tốc độ so với vừa rồi, vậy mà lại nhanh không ít. Thời không na di thiểm. Ẩn ẩn có muốn đột phá đệ nhất trọng tư thế, một khi đột phá đệ nhất trọng tiểu thời không, đạt tới đệ nhị trọng đại thế giới, cái kia hắn tốc độ, tuyệt đối so với đệ nhất trọng nhanh không chỉ gấp mấy lần. Chạy trốn được sao, nộ giang ma tôn khinh thường, nếu như ở trước mặt hắn, để một cái trung phẩm thánh tôn trốn thoát, vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống hồ, đây chính là vân tôn vực chủ cho mệnh lệnh của mình, kích thứ nhất không có giết chết tiểu tử này. Đoán chừng đã để vân tôn vực chủ thất vọng rồi. Lại làm sao có thể lại nhiều lần nhường hắn may mắn sống sót đây? Hủy diệt tính quyền cương tại hạ Tiêu Phàm trên người, mỗi một quyền, Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ đều nổ nát vụn vô số, trong miệng máu tươi cuồng phún. Cũng may hắn nhục thể cường độ đạt đến ba rèn vô thượng kim thân cấp độ, cái này mới miễn cưỡng chặn lại. Ba rèn vô thượng kim thân, nộ giang ma tôn cũng biến sắc. Một cái trung phẩm thánh tôn, vậy mà tu luyện đến ba rèn kim thân, cái này biết bao khủng bố. Nếu như cho hắn trưởng thành, về sau tuyệt đối là bản thân nhất tộc tai nạn. Mặc kệ người này là không phải giết thiếu chủ, đều hẳn phải chết. Lúc này, nộ giang ma tôn đã đối Tiêu Phàm động chân chính sát tâm, mà không chỉ có chỉ là bởi vì vân tôn mệnh lệnh. Tiêu Phàm thừa nhận to lớn công kích, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị người ta cuồng loạn. Hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bất quá, nếu như người khác biết rõ, Tiêu Phàm một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, dĩ nhiên cản lại một cái hạ phẩm pháp tôn mấy chục lần công kích, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Liền cái này như bức, đã đủ để cho người bình thường thổi cả đời. Kỳ thật, nộ giang ma tôn cũng là khiếp sợ không thôi, mình đã thật sự quyết tâm a, vậy mà thật giết không chết một cái trung phẩm thánh tôn. Nhất là hắn nhìn thấy Tiêu Phàm không để ý tới hắn công kích, điên cuồng hướng trong miệng nhét đan dược bộ dáng, hắn buồn bực muốn thổ huyết. Cái này thật chỉ là trung phẩm thánh tôn sao, làm sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Vừa rồi kia thật giống như là bát tinh liệu thương thánh đan A, ở tại bọn hắn thánh tộc, đây chính là cực kỳ chân quý tồn tại A. Nhưng ở nơi này tiểu tử trước mặt, lại giống như đường đậu đồng dạng, trực tiếp cho nhai lấy ăn, hơn nữa còn là hai khỏa. Chẳng lẽ thiên hoang đã như thế rồi rào, liền trung phẩm thánh tôn đều có thể có được bát tinh thánh đan sao? Nộ giang long, nộ giang ma tôn rốt cục triệt để bộc phát, liền bản nguyên tuyệt học đều phát huy ra. Tiểu tử này,
quá kháng đánh, tiếp tục như vậy, đừng đến lúc đó không giết chết hắn, ngược lại đem mình mài chết. Nơi này kiếm khí mặc dù uy hiếp không được hắn thất tinh ma tôn tính mệnh, nhưng là cũng có thể nhường hắn không chịu được nhẹ tổn thương, hoàn toàn tương đương với người này một cái băng tay. Theo nộ giang ma tôn gầm lên giận dữ, hư không đột nhiên không giải thích được xuất hiện vô số hơi nước ngưng tụ thành một đầu cự long, nộ long gào thét, hướng về Tiêu Phàm cuồng nuốt đi. Bản nguyên tuyệt kỹ, Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn biết rõ, một kích này nếu như đánh trên người mình, tuyệt đối không chịu nổi, hắn tương đương với vô thượng kim thân đệ tam đoán nhục thân, cũng có thể sẽ nổ tung. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, điên cuồng thời không bản nguyên chi lực tràn vào tay trái nắm chắc bên trong thời không thiên châu. Ong ong năng lượng màu xám chấn động dập dờn mà ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, tất cả kiếm khí nổ tung, hóa thành hư vô tiêu tán trên không trung. Năng lượng ba động đảo qua nước kia hơi cự long vậy mà không chịu nổi, trực tiếp vỡ nát ra. Tiêu Phàm hiện tại át chủ bài toàn bộ ra, thôi động thời không thiên châu, bùng nổ thời không bản nguyên chi lực, đoán chừng đã đủ để uy hiếp được thất tinh ma tôn. Thời không bản nguyên chi lực, nộ giang ma tôn sắc mặt kịch biến, bản năng hướng về nơi xa thối lui. Trước đó, hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến. Bản thân có một ngày sẽ bị một cái trung phẩm thánh tôn tu sĩ dọa cho lui. Nhưng mà, bây giờ lại chân chính đã xảy ra. Mấy tức về sau, nộ giang ma tôn tránh thoát thời không thiên châu lực lượng gạt bỏ, hai mắt sáng lên nhìn xem Tiêu Phàm, thấp giọng hô nói, chí bảo. Tổ khí. Vô luận là chí bảo, hay là tổ khí, đều là thiên địa đứng đầu nhất pháp bảo. Đừng nói nộ giang ma tôn hắn một cái hạ phẩm pháp tôn, chính là thượng phẩm pháp tôn. Thậm chí thiên tôn, cũng chưa chắc có thể lấy được một kiện. Nhưng mà, trước mắt cái này trung phẩm thánh tôn cảnh tiểu tử trên người lại có, cái này khiến nộ giang ma tôn làm sao không kích động đây. Nắm giữ chí bảo cùng tổ khí Tiêu Phàm, có thể từ đó phẩm thánh tôn cảnh, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, bay thẳng thượng phẩm nguyên tôn chiến lực. Nếu như hắn cái này thất tinh ma tôn lấy được chí bảo cùng tổ khí đây, đến lúc đó vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới. Đây chẳng phải là thiên tôn cũng chưa hẳn là đối thủ. Mình nếu là lấy được Tiêu Phàm trên người chí bảo hoặc là tổ khí, đừng nói cái này vân tôn vực chủ, chính là giới chủ nhìn thấy bản thân, vậy cũng phải khách khách khí khí a. Chỉ là suy nghĩ một chút, nộ giang ma tôn liền kích động không thể ngăn chặn. Bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn lấy được chí bảo này. Thở sâu, nộ giang ma tôn cưỡng ép bình tĩnh trở lại, nhìn thấy Tiêu Phàm tái nhợt sắc mặt. Hắn nội tâm tràn đầy tin tức. Nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, coi như ngươi có được chí bảo hoặc là tổ khí, cái kia cũng không khả năng là ta thất tinh ma tôn đối thủ, trên người ngươi bảo bối, bản tôn chắc chắn phải có được. Tiêu Phàm thấy thế nào không ra nộ giang ma tôn ý nghĩ đây? Nộ giang ma tôn tránh thoát một kiếp, đều ở trong dự liệu của hắn, dù sao, nộ giang ma tôn thực lực quá mạnh. Chỉ bất quá hắn hao hết thời không bản nguyên chi lực. Cũng không có làm bị thương nộ giang ma tôn, nhưng hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Cũng may tình huống hiện tại cùng hạ phẩm thánh tôn thời điểm lại không giống nhau, hắn có thể tự do khống chế ba cái nguyên tuyển bên trong bản nguyên chi lực phóng thích, mà thời không thiên châu, vô luận loại kia bản nguyên chi lực đều có thể thôi động. Vừa rồi một đòn, hắn chỉ là đã tiêu hao hết sát lục bản nguyên chi lực mà thôi. Hắn thể nội, vẫn tồn tại hai loại bản nguyên chi lực. Kia liền là hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, cùng thời không bản nguyên chi lực. Thời không bản nguyên chi lực, hắn nhất định phải thi triển thời không na di thiểm, đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh ý tứ, nếu như tốc độ chậm lại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn tốc độ chỉ là so nộ giang ma tôn chậm một chút mà thôi, chỉ cần đột phá thời không na di thiểm đệ nhị trọng, hắn tốc độ tuyệt đối có khả năng so sánh đối phương. Về phần hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, Tiêu Phàm cũng có cân nhắc. Lần trước hắn ngẫu nhiên lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ kiếm thể, nơi này có vô cùng vô tận kiếm khí, có lẽ thời điểm then chốt, còn có thể làm một lần át chủ bài sử dụng. Hiện tại, thời không thiên châu đối nộ giang ma tôn vô dụng, hắn Tiêu Phàm trên người có thể đem ra được, cũng chỉ có hai loại bản nguyên tuyệt kỹ, cùng chấn thế đồng quan. Đương nhiên, còn có trên người hắn trồng chất như núi đan dược. Mới là hắn chân chính bảo toàn tánh mạng căn bản. Nếu như không có những đan dược này,
Tiêu Phàm đoán chừng hiện tại đã chết vô số lần. Nộ Giang Ma Tôn là đánh không hư hắn nhục thể, nhưng là có thể vỡ nát hắn tạng phủ cùng linh hồn. Tiểu tử, miễn là ngươi đem ngươi trên người chí bảo cho bản tôn có thể cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nộ Giang Ma Tôn cao cao tại thượng nói. Dường như để Tiêu Phàm chết thống khoái đi, đều là đối với hắn một loại ban ân một dạng. Ngươi có tin hay không, cuối cùng chết có thể là ngươi. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, cười lạnh một tiếng. Muốn bản thân chí bảo, nằm mơ a. Nếu như không phải cao hơn bản thân 5 cái tiểu cảnh giới, ai giết chết ai còn thật không nhất định chứ. Nói xong, hắn nội tâm lại bổ sung một câu, nếu như hỗn độn kiếm đạo bản nguyên đạt tới đệ tam thành, có lẽ ta có thể nhờ vào đó đột phá thượng phẩm thánh tôn, đến lúc đó, thời không thiên châu lực hủy diệt, có lẽ liền có thể uy hiếp được hắn. Bất quá hắn cũng biết, muốn lĩnh ngộ hỗn độn bản nguyên chi lực đệ tam thành, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào. Nộ Giang Ma Tôn gầm thét, liền muốn động thủ ứng phó Tiêu Phàm. Lúc này, bốn phía đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy vô cùng vô tận kiếm khí đột nhiên cải biến phương hướng, đồng thời hướng về một phương hướng bắn đi, phương hướng này, chính là không trung. Không chỉ có như thế, thâm uyên chỗ sâu vậy mà truyền đến từng đợt kêu to thanh âm, đó là phá không thanh âm. Trong chớp nhoáng này, không chỉ có Tiêu Phàm, ngay cả Nộ Giang Ma Tôn, cũng cảm nhận được một loại tử vong uy hiếp. Phía dưới có uy hiếp hạ phẩm pháp tôn tính mệnh đồ vật. Nộ Giang Ma Tôn sắc mặt đại biến, chuẩn bị hướng về không trung lao đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không có đào tẩu, ngược lại lấy ra Tu La Kiếm, không chút do dự điều động thể nội hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Kiếm thể, Tiêu Phàm không lo được thương thế trên người, toàn lực một kiếm chém tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang từ Tiêu Phàm vị trí bắn ra, đen nhánh thâm uyên có trong nháy mắt trở nên hết sức thanh minh. Nhưng mà, vẻn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất, dù cho thượng phẩm nguyên tôn cũng chưa chắc có thể rõ ràng bắt được một kiếm này. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, quỷ dị chính là, bốn phía tất cả kiếm khí dường như đều sáp nhập vào Tiêu Phàm một kiếm này, khiến cho hắn một kiếm này uy lực tăng vọt. Vừa mới chuẩn bị chạy trốn Nộ Giang Ma Tôn chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Hắn không chút do dự toàn lực oanh ra mấy trường, điều động thủy chi bổn nguyên lực lượng đánh trả. Nhưng ở Tiêu Phàm một kiếm kia trước mặt, hắn bản nguyên chi lực tựa như một tầng màng mỏng, tùy tiện liền bị xé mở, liền trong nháy mắt công phu đều không đứng vững. Bạch sắc thiểm quang xẹt qua Nộ Giang Ma Tôn lồng ngực, đem hắn thân thể trực tiếp một phân thành hai. Máu tươi đen ngòm cuồng phún mà ra. Sức mạnh mang tính hủy diệt càng là tứ ngược hắn nhục thể, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mạnh như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nếu như khiến người khác nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ không bình tĩnh. Trung phẩm thánh tôn, một kiếm trọng thương hạ phẩm pháp tôn. Kiếm trảm thất tinh, cái này nói ra, có người tin sao? Không đúng, không phải ta mạnh. Mà là có người điều động cái này trong thâm uyên lực lượng. Tiêu Phàm thở sâu, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, một cái tên thốt ra, Lâu Ngạo Thiên. Không sai, Lâu Ngạo Thiên vừa mới thế nhưng là nói muốn đối phó cái kia vân tôn hình chiếu, cho dù là hình chiếu, đó cũng là bát tinh ma tôn A. Hắn Lâu Ngạo Thiên lại làm sao yêu nghiệt, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hạ phẩm nguyên tôn, làm sao nổi giận chém bát tinh ma tôn. Khả năng duy nhất. Chính là điều động phía dưới hắc uyên, cũng chính là kiếm chủng lực lượng. Cỗ này lực lượng, tất nhiên có thể ứng phó bát tinh, vậy mình thi triển bản nguyên lực lượng kiếm thể, kiếm trảm thất tinh, như vậy có gì ghê gớm đâu đây. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nộ Giang Ma Tôn thanh âm gầm thét vang lên. Kém một chút, bản thân vậy mà liền bị một cái trung phẩm thánh tôn chém mất, cái này khiến hắn làm sao không giận. Lại đến, Tiêu Phàm không sợ hãi. Lại làm ra trảm kiếm động tác, cả người khí thế như hồng. Nộ Giang Ma Tôn bản năng run một cái, hắn bị kiếm khí trọng thương, lực lượng kia lại còn ở phá hủy hắn thân thể, hắn hiện tại, nếu như gặp lại mới vừa một kiếm, vậy thì phiền toái. Chờ chút lại bóp chết ngươi, Nộ Giang Ma Tôn cảm nhận được kiếm chủng bên trong lực lượng đáng sợ, vẫn là lựa chọn tạm thời lui tránh. Tiêu Phàm thấy thế, hít sâu mấy khẩu khí, sau đó nhấc chân chạy.
Nộ Giang Ma Tôn ngăn không được nơi này kiếm khí rảo sát, hắn tự nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì. Bất quá hắn mặt ngoài còn phải làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đồng thời phẫn nộ quát, dừng lại, đừng chạy. Nộ Giang Ma Tôn nghe được Tiêu Phàm tiếng giống giận dữ, nơi nào còn dám có nửa điểm dừng lại, chạy nhanh hơn. Hắn rất muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là biết rõ, ở nơi này Hắc Uyên bên trong, hắn tuyệt đối giết không chết Tiêu Phàm. Vừa rồi một kiếm kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt đây. Mặc dù không có muốn tính mạng hắn, nhưng nếu như lại đến một kiếm đây. Giờ phút này, Nộ Giang Ma Tôn cho dù vô tận phẫn nộ, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm rốt cục chạy ra khỏi Hắc Uyên, phía dưới cỗ kia nhiếp nhân tâm phách khí tức càng ngày càng mạnh, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, hướng về cùng Nộ Giang Ma Tôn phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Không chung, cũng có được một cỗ áp lực cực lớn tác dụng ở trên người hắn, nhưng hắn căn bản không có thời gian chú ý nhiều như vậy. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không có chạy trốn, Lâu Ngạo Thiên còn đang đối trả cái kia vân tôn hình chiếu đây, hắn lại làm sao có thể một mình đào tẩu. Từ bỏ bằng hữu cùng huynh đệ loại chuyện này, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng sẽ không làm. Khi hắn rời khỏi hơn vạn dặm khoảng cách lúc này mới dám dừng lại quan sát Hắc Uyên trời cao tất cả. Sau một khắc, Tiêu Phàm con người rút thành một cây châm. Chỉ thấy Thâm Uyên phía trên, Lâu Ngạo Thiên toàn thân kiếm khí tung hoành, cả người phát ra chói mắt bạch sắc quang mang. Thâm Uyên phía dưới xông ra vô số kiếm khí, tất cả đều cùng hắn thân thể dung hợp lại cùng nhau, khiến cho khí thế của hắn không ngừng kéo lên. Hạ phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi. Lâu Ngạo Thiên thời khắc này khí tức, đã không kém gì hạ phẩm pháp tôn, mà lại còn đang không ngừng mạnh lên. Hắn thật điều động toàn bộ kiếm chủng lực lượng, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, kiếm này mộ, rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi hắn dung hợp một chút kiếm khí, khiến cho bản nguyên tuyệt kỹ uy lực đại tăng, kém chút kiếm chạm thất tinh ma tôn. Mà bây giờ, Lâu Ngạo Thiên dung hợp những cái này kiếm khí, chẳng lẽ muốn kiếm chạm bát tinh sao? Nộ Giang Ma Tôn nhìn thấy một màn này, cũng là kinh hãi không thôi, hắn rất muốn cho vân tôn hình chiếu hộ pháp. Nhưng cảm nhận được Lâu Ngạo Thiên khí tức trên thân, hắn sợ. Bản thân như vậy đi lên, chẳng phải là chịu chết sao? Hai cái này thiên hoang tu sĩ, rốt cuộc là cái gì biến thái a? Bọn họ rõ ràng chỉ là thánh tôn cùng nguyên tôn a, làm sao có thể có được cùng pháp tôn thực lực đánh một trận đây? Vừa bắt đầu, trời cao vân tôn căn bản không ý định động thủ, hắn đường đường u vân vực vực chủ, há lại sẽ quan tâm một cái hạ phẩm nguyên tôn run rế đây. Nhưng khi hắn muốn động thủ thời điểm, lại phát hiện, Lâu Ngạo Thiên đã có thể uy hiếp được hắn hình chiếu. Cái kia kiếm khí bén nhọn, dường như muốn đâm rách bầu trời này, dù cho hắn hình chiếu, cũng nhận rất lớn áp chế. Thiên kiếm thần cung khí tức, vân tôn ngữ khí ngưng trọng, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng đều có thể đoán được, trên mặt hắn khẳng định có dị sắc. Sau một khắc, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, một đạo to lớn trưởng cương bỗng ngưng tụ mà thành, mang theo hủy diệt tính hung uy trực tiếp hướng về Lâu Ngạo Thiên vỗ xuống đi. Lâu Ngạo Thiên sắc mặt không hề bận tâm, không có nửa điểm gợn sóng. Kiếm, đến, Lâu Ngạo Thiên khẽ quát một tiếng, tay áo hất lên. Hô hô, bỗng nhiên, vô số lợi kiếm phá mở thanh âm vang lên. Chỉ thấy Hắc Uyên phía dưới, xông ra vô số rậm rạp chẳng chịt lợi kiếm, những cái này kiếm, không chỉ là kiếm khí, mà là thực chất hóa thần kiếm. Tất cả thần kiếm tựa như vốn là một thể, bọn chúng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa thôn phệ tất cả kiếm khí, tản ra một đạo có thể đâm phá thiên vũ khí tức. Lâu Ngạo Thiên lấy tay một nắm, to lớn thần kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn, chán phóng mấy ngàn trượng lăng lệ kiếm mang, dường như có thể chảm diệt tất cả. Kiếm thương, Lâu Ngạo Thiên lần nữa quát to một tiếng, sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng là trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngã nhào mà xuống, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Hắn mặc dù là hạ phẩm nguyên tôn, nhưng nghĩ muốn chém giết một cái bát tinh ma tôn hình chiếu, như thế nào làm sao đơn giản đây? Theo hắn thanh âm rơi xuống, có thể chảm diệt bầu trời một kiếm, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng kiếm mang, nghịch thiên phạt hướng cái kia to lớn bát tinh ma tôn trưởng cương. Phốc suy một tiếng, ẩn chứa thiên đạo uy áp mây mù trưởng cương, lại bị Lâu Ngạo Thiên một kiếm cho chảm phá, hơn nữa, cái kia kiếm khí bén nhọn, cơ hồ trong chớp mắt liền xuyên thủng vân tôn hình chiếu.
Một sát na kia, Vân Tôn hình chiếu muốn tránh, nhưng hắn biết rõ, bản thân không tránh được. Lâu Ngạo Thiên một kiếm kia, cũng đã khóa chặt hắn, vô luận hắn làm sao trốn, kiếm khí đều sẽ xuyên qua hắn, dứt khoát hắn cũng không tránh. Vực chủ đại nhân, Nộ Giang Ma Tôn sắc mặt đại biến. Đây chính là vực chủ Vân Tôn A, dù cho vẻn vẹn chỉ là hình chiếu, đó cũng là một tay có thể bóp chết hắn tồn tại. Nhưng hiện tại, Vân Tôn lại bị người một kiếm cho xé ra, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Quả nhiên là Thiên Kiếm Thần Cung xuất thế, rất tốt, ta thánh tộc yên lặng trăm vạn năm, từ lâu đói khát khó nhịn. Vân Tôn không vui không buồn, nhàn nhạt phun ra một câu. Thái cổ không thể tiêu diệt các ngươi, một lần này, các ngươi ma tộc, ai cũng trốn không thoát. Lâu Ngạo Thiên thần sắc lãnh ngạo nói. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn chấn động, Vân Tôn hình chiếu trong nháy mắt tan thành mây khói, mà chính hắn, cũng toàn thân như nhũn ra, thân thể lung la lung lay, tùy thời đều có thể ngã xuống. Lâu Ngạo Thiên mặc dù lợi dụng kiếm chủng một loại nào đó lực lượng thần bí, một kiếm chảm bát tinh ma tôn, thế nhưng đã tiêu hao hết hắn toàn bộ. Tiêu Phàm cùng Nộ Giang Ma Tôn hai người con ngươi trợn thật lớn, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Đây chính là bát tinh ma tôn, đường đường U Vân vực vực chủ Vân Tôn A, lại bị Lâu Ngạo Thiên một kiếm chém mất. Dù cho hắn là mượn nhờ ngoại lực, hai người bọn họ vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Thiên hạ vô song, kiếm chảm bát tinh, dạng này vượt giai chiến đấu, phóng nhãn cửu thiên thập địa, tuyệt đối không có cái thứ hai. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về đến Lâu Ngạo Thiên bên người, vịn lung la lung lay hắn, trên mặt hiện lên một tia vẻ phức tạp. Tiêu Phàm, ta nhớ không lầm, người cũng là dùng kiếm. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên không giải thích được cười nói. Ngẫu nhiên sử dụng, Tiêu Phàm không biết Lâu Ngạo Thiên có ý tứ gì, lúc này, còn có rảnh rỗi nói những cái này sao? Đây là kiếm chủng tất cả thần kiếm tinh hoa, dung nhập kiếm của ngươi bên trong, có lẽ sẽ cho ngươi một chút trợ giúp. Lâu Ngạo Thiên đem trong tay hắn thần kiếm đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, cái này thần kiếm, nhìn qua là có thực thể, nhưng khí thế vẫn là hư ảo. Trong cơ thể hắn hỗn độn kiếm đạo nguyên tuyền, đang đến gần thần kiếm một sát na kia, vậy mà bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên. Đây là, kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ mà thành. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi không thôi, Lâu Ngạo Thiên cho hắn cái này thần kiếm, có thể nói giá trị liên thành A. Chính ngươi không phải cũng là dùng kiếm sao? Tiêu Phàm thở sâu, áp chế một cách cưỡng ép trong lòng loại kia khát vọng. Thứ này, không thích hợp ta. Lâu Ngạo Thiên cười lắc đầu, nói, không nên do dự, ngươi cũng không có cái gì thời gian do dự, từ giờ trở đi, ta đây cái mạng, tạm thời giao cho ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được. Vân Tôn hai cái thất tinh ma tôn cấp dưới, đang điên cuồng hướng về phương hướng này tới gần, chỉ bất quá bị Dạ Thế ngăn trở. Tạ, Tiêu Phàm chắp tay một cái, xòe bàn tay ra, Tu La kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tu La kiếm xuất hiện một sát na kia, bỗng nhiên rung rung, tựa như đối với hắn cái kia kiếm đạo bản nguyên lực lượng ngưng tụ thần kiếm tràn đầy khát vọng. Ba, Tiêu Phàm tay trái tay phải nhẹ nhàng vỗ. Hai thanh thần kiếm bỗng nhiên dung hợp lại cùng nhau. Chỉ một thoáng, thiên địa phong quyển vân dũng. Theo bản nguyên chi lực ngưng tụ thần kiếm dung nhập Tu La kiếm bên trong, Tiêu Phàm quanh thân, lập tức nhấc lên vô cùng vô tận kiếm khí, hư không đều hoàn toàn không chịu nổi. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, Tu La kiếm đã xảy ra một loại nào đó thuế biến. Loại này thuế biến, cũng không phải là phẩm cấp bên trên tăng lên, mà là linh tính bên trên tăng lên. Lâu huynh, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, kinh ngạc nhìn bên người Lâu Ngạo Thiên. Hảo hảo cảm ngộ, Lâu Ngạo Thiên cười cười, tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Tiêu Phàm trịnh trọng gật đầu, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một hồi, giải quyết xong tất cả mọi chuyện, chúng ta lại thống khoái uống hai chén. Dứt lời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Lâu Ngạo Thiên đưa vào thể nội thế giới. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng dung hợp bản nguyên thần kiếm. Cái này thần kiếm, không chỉ có ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa vô số thần kiếm ngưng tụ tinh hoa, cái này tinh hoa, là một loại linh tính. Tiêu Phàm không biết Lâu Ngạo Thiên cùng Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ gì, nhưng hắn biết rõ, quan hệ này tuyệt đối không đơn giản.
có thể tùy tiện rút ra toàn bộ kiếm chủng bên trong thần kiếm lực lượng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Hắn chia ra mấy chục cỗ linh hồn phân thân, thôn vệ cái kia kiếm đạo bản nguyên lực lượng, nhờ vào đó cảm ngộ tự thân hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tiêu Phàm đột nhiên có một loại nào đó minh ngộ, khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt vô số. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đệ tam thành. Tiêu Phàm thở sâu, áp chế nội tâm cuồng hỉ. Cái này còn vẻn vẹn thôn phệ một chút mà thôi, liền để cho mình kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đến thượng phẩm thánh tôn cấp độ. Nếu như toàn bộ thôn phệ luyện hóa, chí ít cũng có thể đột phá đệ tứ thành, thậm chí đệ ngũ thành. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Lâu Ngạo Thiên cho mình phần này tạo hóa to lớn. Hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đệ tam thành. Hắn hiện tại chỉ cần sát lục bản nguyên chi lực cùng thời không bản nguyên chi lực đột phá đệ tam thành, liền có thể đột phá thượng phẩm thánh tôn. Thời không bản nguyên chi lực, có thời không thiên châu ở, tạm thời mà nói không có cái gì trở ngại. Ngược lại là tu la sát lục bản nguyên chi lực, rất dễ dàng để người mê thất bản thân, lần trước đột phá đệ nhị thành, Tiêu Phàm tâm tính đều hứng chịu tới cực lớn trùng kích. Muốn đột phá đệ tam thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Trước luyện hóa cái này kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn lại nói. Tiêu Phàm trong lòng trầm giọng nói. Hắn cảm ngộ ba loại bản nguyên chi lực, đột phá bất kỳ một cái nào cảnh giới, đều cần ba loại bản nguyên chi lực tề đầu tịnh tiến, cái này khiến hắn tốc độ đột phá có thể so với người khác chậm rất nhiều. Nhưng là, nếu như bây giờ để hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đột phá đến đệ tứ thành, thậm chí đệ ngũ thành, vậy hắn chỉ cần lĩnh ngộ hai loại bản nguyên chi lực, liền có thể cố gắng đột phá cảnh giới càng cao hơn. Hơn nữa, thời không bản nguyên chi lực, hắn thời khắc đều đang lĩnh ngộ, không bao lâu, liền có thể đạt tới đệ tam thành. Chỉ là, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Chết đi, gầm lên một tiếng vang vọng Tiêu Phàm bên tai, lại là nộ giang ma tôn đột phá giả thế chiến đấu, đi tới Tiêu Phàm phụ cận, kinh khủng lực lượng mãnh liệt mà tới. Lời của hắn, càng là giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm, rung động đầu của hắn. Đạt tới thất phẩm pháp tôn, thế nhưng là ngôn xuất pháp tùy, uy lực vô tận. Bất quá, Tiêu Phàm lại không nhận ảnh hưởng quá lớn, hắn linh hồn lực lượng dĩ nhiên không đủ mạnh, nhưng mặc trên người phá ma chiến giáp, thế nhưng là bát tinh pháp bảo, có được cực mạnh lực lượng phòng ngự. Mắt thấy nộ giang ma tôn công kích sắp tới, Tiêu Phàm trực tiếp đem tu la kiếm thu nhập thể nội. Nếu như là người khác, không thể nhất tâm nhị dụng, có lẽ chỉ có thể từ bỏ luyện hóa kiếm đạo thần kiếm. Nhưng là Tiêu Phàm là người phương nào? Hắn xòe bàn tay ra, một tòa đen kịt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra màu đỏ sậm đồng quan xuất hiện ở trước mặt hắn, một cỗ hoảng sợ chi uy trong nháy mắt mãnh liệt cuộn trào ra. Nộ giang ma tôn cảm nhận được cỗ kia lực lượng, biến sắc, thế công trong nháy mắt giảm bớt không ít, kinh hãi phun ra hai chữ tổ khí. Tiêu Phàm không biết đạo tổ khí là cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn làm sao nhằm vào nộ giang ma tôn, mà chấn thế đồng quan, là hắn hiện tại cơ hồ duy nhất lá bài tẩy. Bang, một tiếng nổ vang, nộ giang ma tôn công kích đánh vào chấn thế đồng quan phía trên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngực rung động, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lui về phía sau mấy ngàn dặm. Nộ giang ma tôn nhìn thấy một màn này, không những không giận mà còn lấy làm mừng. Vừa rồi hắn đã từng gặp qua Tiêu Phàm trên người tổ khí hung uy. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà lại lấy ra một kiện không giống nhau tổ khí, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn trong tay, vậy mà có được hai kiện tổ khí. Tiểu tử, bản tôn thật đúng là xem thường ngươi, bất quá, hôm nay vô luận ngươi là thân phận gì, ngươi đều chết chắc. Nộ giang ma tôn cười như điên không thôi, đã hoàn toàn phán Tiêu Phàm tử hình. Có đúng không? Tiêu Phàm cười lạnh, bàn tay trọng trọng đánh vào chấn thế đồng quan phía trên. Sau một khắc, chấn thế đồng quan nắp quan tài mở ra, vô số vô cực chi khí mãnh liệt cuộn trào ra, chung quanh hư không toàn bộ đều biến thành hư vô. Vô cực chi khí, nộ giang ma tôn sầm mặt lại, vô cực chi khí thế nhưng là huyền diệu nhất mấy loại nguyên khí một trong, dù cho pháp tôn cường giả, cũng không khả năng thời gian dài ở trong đó sống sót. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có thể điều khiển vô cực chi khí. Bất quá, càng là như thế,
Nộ Giang Ma Tôn đối Tiêu Phàm trong tay Trấn Thế Đồng Quan lại càng tình thế bắt buộc. Hắn cơ hồ không chần chờ chút nào, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm, hắn giờ phút này, đã không đem Tiêu Phàm xem như một con kiến hôi đối đãi. Bình thường run rế, lại làm sao có thể có được tổ khí đây? Tiêu Phàm nhìn thấy Nộ Giang Ma Tôn đánh tới, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đột nhiên quát lên, còn dám tới gần một bước, giết không tha. Tiếng này quát chói tai, vang vang hữu lực, giống như một đạo như kinh lôi tại hư không vang lên. Nộ Giang Ma Tôn nghe vậy, bước chân chần chờ trong nháy mắt, bất quá rất nhanh liền khinh thường cười một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Bản thân đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà kém chút bị một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn dọa sợ. Nghĩ vậy, Nộ Giang Ma Tôn sát ý càng tăng lên, trước đó hắn còn nghĩ chỉ cần lấy được tổ khí, liền cho Tiêu Phàm một cái thống khoái. Nhưng là bây giờ, nếu như liền dễ dàng như vậy giết chết hắn, cũng quá tiện nghi Tiêu Phàm. Mắt thấy Nộ Giang Ma Tôn sắp tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên quát lạnh một tiếng, đệ lục ma vệ doanh ở đâu? Thuộc hạ ở, chỉ một thoáng, hư không đột nhiên quanh quẩn một đạo khí phách hiên ngang thanh âm, vô cực chi khí đều bị nhấc lên bốc lên không thôi. Ở trước mặt Tiêu Phàm, vô duyên vô cớ xuất hiện mấy trăm người khoác huyết sắc ma giáp nam tử khôi ngô, mỗi cá nhân trên người đều là huyết sát chi khí trùng thiên. Mấy trăm người ngưng tụ huyết sát chi khí, thậm chí ngay cả vô cực chi khí đều không chịu nổi, bắt đầu tản mạn ra. Cảm nhận được cỗ này huyết sát chi khí, Nộ Giang Ma Tôn con người bỗng nhiên co rút lại một chút. Ở trong mắt thiên hoang, hắn là dị ma, hoàn toàn giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng mà, ở nơi này 300 người trước mặt, Nộ Giang Ma Tôn cảm thấy, mấy người này mới là chân chính ma đầu, bọn họ không biết giết bao nhiêu người, mỗi người đều là từ trong đống người chết bò ra tới. Giết, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem Nộ Giang Ma Tôn, đưa tay vung lên, quát lớn. Giết, theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, 300 ma vệ doanh tu sĩ tất cả đều bộc phát ra kinh khủng huyết sát chi khí tất cả đều dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra một chuôi ma huyết thần thương. Giết, đệ lục ma vệ doanh chiến soái quát lạnh một tiếng, 300 ma vệ doanh đồng thời thao túng ma huyết thần thương, thẳng hướng Nộ Giang Ma Tôn. Nộ Giang Ma Tôn sắc mặt kịch biến, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Những người này, rõ ràng chỉ là trung phẩm thánh tôn tu vi a, 300 trung phẩm thánh tôn, lại làm sao có thể nhường hắn thất tinh ma tôn cảm nhận được uy hiếp đây? Nhưng sự thật chính là như thế, vẻn vẹn bọn họ trên người tán phát huyết sát chi khí, liền để Nộ Giang Ma Tôn muốn nhượng bộ lui binh. Cũng liền ở hắn do dự một sát na kia, ma huyết thần thương đã lăng không mà tới, chớp mắt đi tới phụ cận. Nộ Giang Ma Tôn xoay người bỏ chạy, vẫn như trước chậm nửa nhịp, ngực bỗng nhiên bị ma huyết thần thương xuyên qua, máu tươi phun tung tóe hư không, vô cùng thê thảm. Giống, Nộ Giang Ma Tôn phẫn nộ tới cực điểm. Đầu tiên là bị Tiêu Phàm một kiếm trọng thương, hiện tại lại bị một đám trung phẩm thánh tôn xuyên qua lồng ngực, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, không giết Tiêu Phàm, hắn bất kể như thế nào đều không cam tâm. Giết, nhưng mà, Tiêu Phàm lại không cho hắn bất cứ cơ hội nào, lần nữa sát khí nặng nề chợt quát một tiếng. Nghe được thanh âm này, Nộ Giang Ma Tôn toàn thân kịch liệt run một cái, đầu trong nháy mắt khôi phục lý trí hòa thanh rõ, xoay người bỏ chạy. Lại cũng không có dũng khí ngừng lại ở chỗ này. Cái này trung phẩm thánh tôn quá tà môn, như vậy tiếp tục chờ đợi, có lẽ thật khả năng giữ chính mình lại. Thật không nghĩ tới, liền bát tinh ma tôn vân tôn vực chủ đại nhân, đều bị bọn họ giết chết sao? Thiên thủy, lui, Nộ Giang Ma Tôn hét lớn một tiếng, hạ lệnh rút lui, nhưng mà, hắn lại phát hiện, một cái khác ma tôn đã cùng Dạ Thế Chiến không thấy bóng dáng. Khẽ cắn môi. Nộ Giang Ma Tôn trực tiếp hướng về chân trời lao đi. Tiêu Phàm nhìn thấy Nộ Giang Ma Tôn thật rời đi, cả người trong nháy mắt hư cởi ra, vội vàng thu hồi Trấn Thế Đồng Quan cùng vô cực chi khí. Hắn phía trước 300 ma vệ cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa rồi một đòn, cơ hồ ngưng tụ bọn họ toàn bộ tinh khí thần. Trung phẩm thánh tôn, muốn nghịch phá thất tinh ma tôn, tuyệt đối không phải chồng nhân số liền có thể làm được. Bọn họ sở dĩ có thể làm được. Là bởi vì bọn hắn 300 người tinh khí thần có thể ngưng tụ thành một cái chỉnh thể, uy lực vượt xa 300 cái thánh tôn cảnh đồng thời bộc phát. Bái kiến tộc trưởng, 300 ma vệ doanh mặc dù suy yếu, nhưng vẫn là thất trọng tiêu hao. Vất vả các ngươi,
Tiêu Phàm thản nhiên nói, được chứng kiến đệ lục thần vệ doanh hắn, trong lòng sớm đã không có gợn sóng quá lớn. Bất quá, mới vừa rồi kiến thức đến ma vệ doanh thực lực về sau, hắn phát hiện, ma vệ doanh bắt đầu giết người, có vẻ như so thần vệ doanh càng hung ác. Thuộc hạ phải, cầm đầu ma vệ doanh chiến soái cung kính cúi đầu, sau đó lấy tay vung lên, trước người 300 ma vệ đều biến mất hết, mà ngực của hắn lại là nhiều hơn một cái giống như cung điện một dạng mặt dây chuyền. Tiêu Phàm đã nhìn quen không quen, nói, ma đồng, người cho ta hộ pháp. Là, tộc trưởng, chiến soái ma đồng cung kính gật đầu. Điểm này để Tiêu Phàm rất hài lòng, thần phong so ma đồng cần phải ngạo kiều nhiều, vừa bắt đầu còn không thể nào tin phục hắn tộc trưởng này đây. Ngược lại là ma đồng, đối Tiêu Phàm mệnh lệnh, không có bất kỳ cái gì vi phạm ý tứ. Kỳ thật, Tiêu Phàm sớm tại đột phá trung phẩm thánh tôn thời điểm, là hắn biết đệ lục ma vệ doanh tỉnh. Chỉ là hắn tạm thời còn lợi dụng không đến bọn họ, dứt khoát cũng không có đánh thức bọn họ. Thẳng đến vừa rồi, Tiêu Phàm đã cùng đường mạt lộ, không có thủ đoạn khác ứng phó nộ giang ma tôn, hắn đành phải điều động đệ lục ma vệ doanh. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một cái quy luật, bình thường mà nói, hẳn là mỗi đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền có thể triệu hoán một chi thần ma vệ. Dựa theo cái quy luật này, hắn hẳn là tại đột phá hạ phẩm thánh tôn thời điểm, mới có thể điều động đệ lục thần vệ doanh. Nhưng hắn sớm liền đem thần phong bọn họ gọi ra chấn thế đồng quan bên trong tu la cấm vực, hắn lúc đó, mới thánh đế cảnh trung kỳ, cũng khó trách thần phong không phục. Mà bây giờ, hắn đột phá đến trung phẩm thánh tôn, cảnh giới cùng ma đồng bọn họ một dạng, đây có lẽ là ma đồng đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó một trong những nguyên nhân. Cứ theo đà này, chờ hắn đột phá thượng phẩm thánh tôn, có lẽ liền có thể điều động đệ ngũ thần vệ doanh, mà đệ ngũ thần vệ doanh đi ra thực lực, chắc cũng là thượng phẩm thánh tôn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đối tương lai của mình ngược lại là tràn đầy hy vọng. Có cái này 3.600 thần ma vệ, cho dù thiên hoang, lại có sợ gì. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, hắn cuối cùng địch nhân, không phải thiên hoang, mà là dị ma. Có đệ lục ma vệ doanh chiến soái ma đồng cho hắn hộ pháp. Tiêu Phàm toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bản nguyên thần kiếm luyện hóa cùng lĩnh ngộ. Một ngày sau, Tiêu Phàm khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, kinh khủng kiếm khí tứ ngược hư không, một bên ma đồng trong mắt đều là vẻ kính sợ. Trung phẩm thánh tôn, lại lĩnh ngộ bốn thành kiếm đạo bản nguyên lực lượng, dạng này tộc trưởng, lại làm sao có thể đơn giản đây. Ba ngày sau, Tiêu Phàm khí tức lần thứ hai bộc phát, bản nguyên thần kiếm bị hắn triệt để luyện hóa. Hắn tự thân hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, cũng đột phá đến năm thành. Hiện tại Tiêu Phàm, mặc dù vẫn là trung phẩm thánh tôn cảnh giới, nhưng hắn thực lực, tuyệt đối không thể lấy bình thường trung phẩm thánh tôn đến lý giải. Tiêu Phàm tự tin, cho dù không thi triển tu la cửu biến, hắn cũng có thể cùng hạ phẩm nguyên tôn một trận chiến. Về phần trung phẩm nguyên tôn, hắn tốc độ không thể theo kịp, bằng không mà nói, lấy hắn năm thành hỗn độn kiếm đạo bản nguyên. Trung phẩm nguyên tôn hẳn là cũng có thể một trận chiến. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Trúc Hồng Tuyết sở dĩ có thể tại hạ phẩm thánh tôn liền có thể chiến tam tinh ma tôn, hơn phân nửa cũng là nàng lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên chi lực, một loại trong đó hơn phân nửa đã đạt đến đệ tam thành, chỉ là cảnh giới không có tăng lên mà thôi. Xem ra, về sau gặp gỡ những cái kia tuyệt đỉnh thiên tài, cũng phải cẩn thận một chút, vạn nhất bọn họ cố ý áp chế cảnh giới. Mà bản nguyên chi lực lĩnh ngộ lại cực kỳ cường đại đây. Tiêu Phàm nội tâm khuyên bảo bản thân. Thiên hoang có dạng người này, dị ma một phương khẳng định cũng có dạng người này. Có ít người, không thể chỉ dựa vào cảnh giới đến phán định hắn thực lực, chính hắn là người như vậy, Lâu Ngạo Thiên cũng là người như vậy. Nếu như thời không na di thiểm đột phá đệ nhị trọng, ta thực lực tất nhiên tăng gấp đôi tăng lên. Tiêu Phàm trong lòng có minh ngộ, âm thầm trầm ngâm nói, mặt khác. Trừ bỏ kiếm thể bên ngoài, hai loại khác bản nguyên chi lực, còn chưa lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ, cũng cần phải nhiều tốn một chút thời gian. Bản nguyên tuyệt kỹ, có thể làm cho một cá nhân thực lực tăng gấp đôi tăng lên, thậm chí vượt giai khiêu chiến cũng không nói chơi. Thời không na di thiểm chính là tốt nhất chứng minh, chỉ bất quá, đó cũng không phải Tiêu Phàm bản thân lĩnh ngộ bản nguyên tuyệt kỹ mà thôi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm giang hai tay ra, tu la kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. So với trước đó, tu la kiếm trở nên muốn nội liễm rất nhiều. Nhưng là, Tiêu Phàm biết rõ, bây giờ tu la kiếm,
tuyệt đối với lúc trước muốn lăng lệ không chỉ gấp mấy lần. Cái này nhân tình, thiếu có chút lớn, Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Khi hắn ánh mắt rơi vào phía dưới sôi trào nước biển bên trên lúc, Tiêu Phàm đứng dậy, nơi này động tĩnh lớn như vậy, thiên hoang đoán chừng cũng mau người đến, ma đồng, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Một chỗ cực kỳ vắng vẻ hải đảo vách núi bên bờ, một cái cổ kính trong lương đình, ngồi hai đạo bóng người. Thiên hoang hiệu suất làm việc quả nhiên không được a, nhiều ngày như vậy, huyết hồn kiếp hải phát sinh lớn như vậy biến hóa, bọn họ lại còn không có người đến. Tiêu Phàm một ngụm buồn bực một chén rượu. Hắn đối thiên hoang đã triệt để thất vọng rồi, đây nếu là huyết hồn kiếp hải có vô số tu sĩ, đợi đến bọn họ đến, sợ là muốn chết hết. Một cái bị quyền lực mục nát địa phương, không có gì đáng nói, mất hứng. Lâu Ngạo Thiên lơ đễnh nói, hắn tựa như đã sớm đoán được kết quả này. Tiêu Phàm đối câu nói này lại là rất tán thành, thiên hoang, đúng là một cái bị quyền lực mục nát địa phương. Bọn hắn người, cao cao tại thượng, bản thân cảm giác tốt đẹp, sớm đã quên đi vô số tuế nguyệt trước dị ma mang đến tai nạn. Hiện tại, cùng nói bọn họ cùng dị ma thế lực ngang nhau, còn không bằng nói bọn họ là cùng dị ma sống chung hòa bình. Chỉ là, vô số lần đại kiếp chứng minh, dị ma vĩnh viễn đều là không khả năng sống chung hòa bình. Chỉ bất quá, thượng cổ đại kiếp về sau, dị ma tổn thất nặng nề, bọn chúng cũng cần một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Một khi thời gian không sai biệt lắm, bọn chúng tất nhiên sẽ phản công thiên hoang, phía trước huyết kiếp ma tôn, liền nhắc tới việc này. Về sau có tính toán gì? Tất nhiên Lâu Ngạo Thiên không nghĩ đề cập thiên hoang, Tiêu Phàm đành phải thay cái vấn đề. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn khuyên Lâu Ngạo Thiên tiến về thiên hoang, nhưng là bây giờ, hắn sẽ không làm như vậy. Liền chính hắn đều ghét bỏ thiên hoang, lại làm sao có thể còn để Lâu Ngạo Thiên gia nhập. Chiến hồn đại lục không thấy, ta đã không nhà để về, chỉ có thể ở ma quật bên trong nhìn xung quanh. Lâu Ngạo Thiên một ngụm buồn bực một chén rượu. Tiêu Phàm cho hắn liếc mắt, nói cũng tốt, hy vọng chúng ta còn có kể vai chiến đấu cơ hội. Sẽ, Lâu Ngạo Thiên cười cười, ý vị thâm trường nói, bất quá, trước đó, giữa chúng ta một trận chiến, ắt không thể thiếu. Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn nghĩ không hiểu, vì sao Lâu Ngạo Thiên muốn đánh với chính mình một trận đây. Bất quá, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại, cho dù là hiện tại, thật muốn liều chết một trận chiến, Tiêu Phàm cũng chưa chắc không phải Lâu Ngạo Thiên đối thủ. Tốt, Tiêu Phàm gật đầu nói. Lúc này, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, nhìn qua nơi xa mênh mông hải đảo nói, Tiêu Phàm, ta biết trên người ngươi có rất nhiều nhân quả, nhưng là... Lâu Ngạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm nói, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, ngươi đều chỉ là Tiêu Phàm, không phải là bị người khác thao túng quân cờ, càng không tất yếu vì ai đi hy sinh chính mình. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm toàn thân chấn động. Có phải hay không Lâu Ngạo Thiên đã biết cái gì? Trên người mình quả thật có lớn bao nhiêu nhân quả, tu la tổ ma cũng tốt, bác lão cũng được, thậm chí ngay cả cửu u quỷ chủ đều có một tia liên hệ. Chỉ là ở Tiêu Phàm xem ra, những người này đều không có hại bản thân tâm tư, Lâu Ngạo Thiên lời này là có ý gì đây? Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, Lâu Ngạo Thiên lại là giơ ly rượu lên, cười cười nói, tốt rồi, không nói những thứ kia. Bây giờ còn có điểm xa, nhiều năm như vậy không gặp, kính ngươi một chén. Tiêu Phàm giơ ly rượu lên trực tiếp một ngụm buồn bực phía dưới, hắn đã rất nhiều năm chưa từng thống khoái như vậy. Nhất là đi tới thiên hoang, Tiêu Phàm bên người, trừ bỏ thí thần cùng tà vũ những người kia, liền một người bạn đều không có. Ở trong này nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, để Tiêu Phàm có loại tha hương gặp cố chi cảm giác. Đúng rồi, người tới thiên hoang bao lâu? Lâu Ngạo Thiên đột nhiên lại hỏi. Tiêu Phàm thật sâu thở dài, chính ta đều quên, hẳn là đã nhiều năm rồi a. Hắn nội tâm cũng là cảm khái không thôi, từ khi đi tới thiên hoang về sau, cơ hồ không qua mấy ngày cuộc sống an ổn, mỗi ngày đều đang bận rộn, bận bịu chính hắn đều quên thời gian. Qua chút thời gian, người cũng cần phải về đi xem một chút. Lâu Ngạo Thiên không giải thích được nói. Ta ngược lại thật ra muốn trở về, nhưng là... trở về hết sức khó khăn. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu. Ta chỗ này có hai dạng đồ vật. Lâu Ngạo Thiên lại là không chút hoang mang lấy ra một mai càn khôn giới, ném cho Tiêu Phàm nói, có lẽ đối với ngươi có chút tác dụng. Tiêu Phàm tiếp nhận càn khôn giới, nhìn lướt qua,
lại là phát hiện càn khôn giới bên trong có hai cái hộp, một cái hắc sắc, một cái bạch sắc, đang lúc hắn chuẩn bị mở ra thời khắc, Lâu Ngạo Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Tốt rồi, chúng ta xin từ biệt a. Lâu Ngạo Thiên cười nói, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, hôm nay xem như phóng túng một lần. Bảo trọng, Tiêu Phàm do dự mấy tức, chắp tay nói. Hắn biết rõ, mình là lưu không được Lâu Ngạo Thiên, những cái kia giữ lại, cũng không cần phải nói. Tiêu Phàm, người ta nhà đã không thấy, nhưng là, thái cổ thần giới như trước vẫn là chúng ta căn, nơi đó mới là chúng ta cuối cùng hẳn là đi địa phương. Lâu Ngạo Thiên chắp tay một cái nói, hôm nay uống nhiều quá, nhiều lời hai câu, bảo trọng. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Phàm phản ứng, Lâu Ngạo Thiên liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tiêu Phàm nhìn qua Lâu Ngạo Thiên rời đi ngữ thật lâu thất thần, Lâu Ngạo Thiên lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mỗi câu bên trong đều ẩn chứa ý tứ gì khác. Hắn nghĩ nói với chính mình cái gì, nhưng lại không thể nói rõ sao. Điểm này, Tiêu Phàm không thể nào hiểu được, hay là nói, Lâu Ngạo Thiên cảm thấy công khai nói với chính mình, sẽ đối với mình không tốt, cho nên cần bản thân chậm rãi đi đào móc. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện hai cái hộp, ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào chiếc hộp màu đen phía trên. Lâu Ngạo Thiên rất ít tặng người đồ vật, nghĩ đến bút tích của hắn cũng không nhỏ. Tiêu Phàm thở sâu, thận trọng mở ra chiếc hộp màu đen, để Tiêu Phàm cổ quái là, bên trong vậy mà nằm một mai ngọc phù. Ngọc phù, chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên muốn nói với chính mình một chút tin tức trọng yếu? Chỉ là, nếu như là tin tức mà nói, hắn vừa rồi rõ ràng có thể nói với chính mình a, không cần thiết cố ý lưu lại cho mình một cái ngọc phù. Hơn nữa, hắn để cho mình về thái cổ thần giới nhìn xem, mới có thể cho cái này ngọc phù, nghĩ đến ngọc phù này bên trong ghi lại, hẳn là cùng thái cổ thần giới vật có liên quan. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt sáp nhập vào ngọc phù. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên rung rung, trên mặt lộ ra kinh ngạc, hơn nữa theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm càng ngày càng chấn kinh. Ngưng tụ nguyên tuyền phương pháp, thật lâu. Tiêu Phàm run rẩy phun ra mấy chữ. Không sai, ngọc phù này bên trong, ghi lại dĩ nhiên là ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, cái này cũng ra tay quá lớn rồi a. Hắn Tiêu Phàm mặc dù đã sớm đoán được thiên hoang là có được ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, những năm này hắn cũng một mực ở tìm kiếm, nhưng là một mực không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại, Lâu Ngạo Thiên vậy mà tặng cho hắn ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh đây? Đây đối với thái cổ thần giới tu sĩ mà nói, không khác là thiên đại tạo hóa. Thái cổ thần giới sở dĩ có rất ít người có thể đột phá thánh tôn cảnh, không phải liền là bởi vì không có ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp sao. Mà bây giờ, thái cổ thần giới có phương pháp kia, về sau chẳng phải là có thể đại lượng tạo nên thánh tôn cảnh cường giả. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, Lâu Ngạo Thiên cái này ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, đưa quá kịp thời. Ngay sau đó, hắn ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp màu trắng phía trên, chiếc hộp màu đen đã quý giá như thế, cái kia chiếc hộp màu trắng bên trong, chứa thì là cái gì chứ? Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép kích động trong lòng, chậm rãi mở ra cái thứ hai chiếc hộp màu trắng, nghĩ đến cái thứ hai hộp bên trong đồ vật, giá trị không thể so với ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp yếu. Hắn tận lực thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng mở hộp ra. Nhưng mà, lại phát hiện trong hộp nằm một cái bạch sắc la bàn. La bàn rất kỳ lạ, Tiêu Phàm tâm thần chìm vào trong đó lúc, lại là phát hiện la bàn dĩ nhiên là lập thể. Hơn nữa, liếc nhìn lại, bên trong có vô số điểm sáng, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới tinh thần châu. Lúc trước, thần vô tâm mang theo hắn tiến về chiến hồn đại lục, lấy ra một mai tinh thần châu, bên trong ghi lại vô số ngôi sao tọa độ, vô luận thân ở như thế nào thời không bên trong, cũng sẽ không mất phương hướng. Chẳng lẽ... cái này la bàn cũng là cái này tác dụng. Không đúng, cái này vô số ngôi sao, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tâm thần không ngừng khuếch tán, có thể vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào nhìn trộm tất cả tinh thần. Nhưng cái này la bàn, rõ ràng nhìn qua chỉ có một bàn tay lớn nhỏ a. Một lớn chừng bàn tay đồ vật, cho dù ghi chép mấy vạn thế giới, lấy hắn thực lực, cũng có thể tùy tiện đảo qua, cũng nhớ kỹ a. Dù sao, trung phẩm thánh tôn cảnh linh hồn chi lực thế nhưng là cực kỳ cường đại.
theo hắn linh hồn lực lượng rót vào la bàn chỗ sâu, Tiêu Phàm chấn kinh chi sắc càng rõ ràng, sau nửa ngày, Tiêu Phàm cái trán vậy mà rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Cái này nho nhỏ la bàn, dường như ghi lại vô số vũ trụ đồng dạng, quá mênh mông. Không thể nào, Tiêu Phàm đột nhiên con người rút thành châm, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này la bàn ghi lại, cũng không chỉ là thái cổ thần giới, mà là cửu thiên thập địa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên hít một hơi lạnh. Cửu thiên thập địa, biết bao cuồn cuộn a, trong thiên hạ, lại có ai có thể đem hắn ghi lại ở một khối nho nhỏ trong la bàn đây? Nhưng mà, Tiêu Phàm cảm thấy khả năng này rất lớn. Bởi vì, hắn ở bên trong thấy được 19 cái mênh mông thế giới, giống như thái cổ thần giới như vậy, vô biên vô hạn. Thiên hoang tuy nói cuồn cuộn, nhưng tuyệt đối không có thái cổ thần giới lớn như vậy, tối đa chỉ có thiên hoang 1/3 lớn. Bất quá, thiên hoang người cũng không ít, chỉ là đại bộ phận đều đang từng cái trong động ma lịch luyện mà thôi. Nhưng là, Tiêu Phàm lại ở cái này la bàn bên trong, thấy được 19 cái thái cổ thần giới một dạng lớn thế giới, hơn nữa còn có 19 cái cùng thiên hoang một dạng cổ địa. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng trầm tư, rất nhanh liền nghĩ đến một loại khả năng, kinh ngạc nhìn trong tay bạch sắc ngọc bàn. Tâm tính của hắn đã coi như là cực kỳ cường đại, có thể giờ phút này, nắm bạch sắc ngọc bàn tay, lại có chút nhẹ nhàng run rẩy. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết cửu thiên thập địa ngọc hành Tiêu Phàm run giọng nói. Cửu thiên thập địa ngọc, chính là thái cổ thời kỳ liền đã biến mất chí bảo, nó mặc dù không có 10 đại lịch cổ chí bảo như vậy có tên. Nhưng là, hắn trình độ hiếm hoi, tuyệt đối không kém gì bất luận một cái nào lịch cổ chí bảo, thậm chí càng mạnh. Bởi vì, cái này cửu thiên thập địa ngọc, chính là thái cổ thời kỳ cửu thiên thập địa một chút cường giả đỉnh cao, lấy đại năng lực điêu khắc một loại giữa các hành tinh la bàn. Hắn hao phí nhân lực, vật lực, đạt đến cực kỳ số lượng kinh khủng. Truyền văn, vì điêu khắc cái này la bàn, không biết chết bao nhiêu thần điêu sư. Cuối cùng, hòa bên trên thời gian ngàn năm, tổng cộng mới điêu khắc một khối nửa, mục tiêu vốn là điêu khắc 19 khối. Nhưng mà, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dẫn đến cái này công trình to lớn không có hoàn thành, ngược lại điêu khắc đi ra mặt khác nửa khối bị hủy diệt. Cái kia duy nhất bị điêu khắc thành công cửu thiên thập địa ngọc, liền trở thành vô thượng chí bảo, Tu La truyền thừa bên trong còn ghi lại lấy nhốt cửu thiên thập địa ngọc một chút đôi câu vài lời. Cửu thiên thập địa ngọc, cũng nói là thời không cổ la bàn, bị thái cổ thần giới lúc trước mạnh nhất thế lực thiên kiếm thần cung trưởng quản, về sau không biết tung tích. Tiêu Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn mục quang mãnh liệt sáng lên, thiên kiếm thần cung. Không phải liền là trước đó huyết kiếp ma tôn nói thái cổ thời kỳ, thiên hoàng đại thế lực sao? Trước kia Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì liên quan tới thiên kiếm thần cung tin tức, đây là hắn lần thứ nhất ở Tu La truyền thừa bên trong tìm tới. Quả nhiên, Lâu Ngạo Thiên cùng thiên kiếm thần cung, có không thể dứt bỏ liên hệ. Đây thật là thời không cổ la bàn mà nói, giao cho ta, ta cũng á lịch sơn đại a. Tiêu Phàm buồn bực thầm nói. Hiện tại hắn đã có 8 thành nắm chắc xác định, cái này la bàn, chính là truyền thuyết bị sau người xưng là thời không cổ la bàn vô thượng chí bảo. Bên trong cái kia 19 cái đại thế giới, xác định là cửu thiên thập địa không thể nghi ngờ. Mà gặp nhau vô số khoảng cách, lại có 19 cái tương đối lớn cổ địa, Tiêu Phàm biết rõ, đây chính là giống như thiên hoang một dạng 19 cái cổ địa. Chỉ là, hắn kỳ lạ phát hiện, toàn bộ la bàn thế giới, dĩ nhiên là lấy một cái bạch sắc vầng sáng làm trung tâm, phóng xạ tứ phương. Mà bạch sắc quang vũ, thiên hoang cùng thái cổ thần giới, vậy mà tại cùng một đường thẳng bên trên. Đồng dạng, mặt khác 18 cái đại thế giới, cùng 18 cổ địa, cũng đang cùng một đường thẳng bên trên. 19 đầu thẳng tắp, hợp thành một cái bánh xe, chỉ bất quá, xe này bánh xe không phải mặt phẳng, mà là một cái lập thể. Nếu như tất cả thẳng tắp dọc theo một cái phương hướng khuếch tán, liền sẽ đem khối cầu này, chia ngang hàng 19 phần. Một lần này kinh người phát hiện, sớm đã để Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm. Cửu thiên thập địa đối kháng dị ma, ở khối cầu này chính trung ương. Tiêu Phàm trong lòng hoảng hốt, tại sao ta cảm giác cửu thiên thập địa, mới thật sự là kẻ xâm lược đây? Tiêu Phàm vội vàng đung đưa đầu, muốn đem ý nghĩ này vung ra đầu, thật sự là ý nghĩ này quá kinh khủng. Chỉ từ cái này la bàn đến xem,
cửu thiên thập địa ở vào hình cầu nhất khu vực biên giới, trung gian cách thiên hoang dạng này cổ địa, thâm nhập hơn nữa, hẳn là vô số ma quật. Nói như vậy, thiên hoang đúng là đem dị ma ngăn cản ở ngoài, phù hộ hậu phương thái cổ thần giới cùng vô số tiểu thế giới an toàn. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Nếu thật là như vậy, cái kia thiên hoang tu sĩ thật đúng là thái cổ thần giới anh hùng a. Nghĩ vậy, hắn đối thiên hoang ý nghĩ lại trở nên phức tạp. Hẳn không có đơn giản như vậy, Lâu Ngạo Thiên biết rõ rất nhiều bí mật, thái độ của hắn bên trong, đối thiên hoang cũng không có hảo cảm gì. Tiêu Phàm rất nhanh lại kiên định ý nghĩ của mình. Lúc này, Tiêu Phàm hai mắt tỏa ánh sáng, có cái này thời không cổ la bàn, nếu như về sau nghĩ biện pháp thành lập thời không khiêu dược đài, thái cổ thần giới tu sĩ, hoàn toàn không cần thiên hoang, cũng có thể nghĩ biện pháp tiến vào ma quật lịch luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không rõ tin tức, mặc dù thành lập thời không khiêu dược đài, là một kiện cực kỳ chật vật sự tình. Nhưng là, hắn có được thời không cổ la bàn, hoàn toàn có thể dẫn người dọc theo thái cổ thần giới cùng thiên hoang vô số thế giới đi một lần, hẳn là không cần một 100 năm thời gian, liền có thể hoàn thành. Tiêu Phàm lúc này mới ý thức được, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên hỏi mình có muốn hay không về thái cổ thần giới là có ý gì. Hắn nghĩ để thái cổ thần giới cường đại lên, chỉ bất quá hắn tự mình làm không đến, cho nên phải mượn danh nghĩa hắn Tiêu Phàm tay mà thôi. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Tiêu Phàm thở sâu, nói chờ trở lại thiên hoang, ta đây liền nghĩ biện pháp về thái cổ thần giới. Tiêu Phàm không gấp rời đi huyết hồn kiếp hải, mà là tại cẩn thận nghiên cứu ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp. Như Tiêu Phàm nghĩ như vậy, thiên hoang quả thật có biện pháp ngưng tụ nguyên tuyển. Hơn nữa, ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp cùng thần văn cùng mệnh ma thạch có cực lớn liên quan. Hắn tâm thần chìm vào bên trong cơ thể ba cái nguyên tuyển bên trong, ánh mắt rơi vào ba loại bản nguyên chi lực bên trên. Tu La Sát Lục bản nguyên chi lực hiện lên huyết sắc, phía trên tản ra một loại tàn nhẫn khí tức, cái này khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn còn nhớ rõ, bản thân vừa mới lĩnh ngộ sát lục bản nguyên chi lực thời điểm, bản nguyên chi lực là cho hắn một loại cực kỳ tường hòa cảm giác, nhưng làm hắn lĩnh ngộ đệ nhị thành thời điểm, sát lục bản nguyên chi lực lại trở nên nóng nảy. Hắn cũng không biết chỗ đó có vấn đề, cũng may tạm thời còn ở hắn khống chế phạm vi bên trong. Mà thời không bản nguyên chi lực, lại là hiện ra bạch sắc, phía trên đường vân tản ra tia sáng kỳ dị, tựa như thời không đang tùy thời biến hóa một dạng. Vừa mới cảm ngộ bản nguyên chi lực lúc, chỉ có vài giọt, đột phá trung phẩm thánh tôn, không sai biệt lắm đạt đến 10 giọt, hiện tại, Tiêu Phàm thể nội thời không bản nguyên chi lực, đã đạt đến 70-80 nhiều. Tiêu Phàm biết rõ, thời không bản nguyên chi lực, rất nhanh liền có thể cảm ngộ đệ tam thành, đến lúc đó, bản nguyên chi lực số lượng, tất nhiên sẽ vượt qua 100. Về phần hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực lượng, đã đạt đến đệ ngũ thành, không thể đơn giản dùng giọt để hình dung. Đột phá đệ tứ thành thời điểm, hỗn độn kiếm đạo bản nguyên lực số lượng đã phá vạn, ngưng tụ thành vũng nước nhỏ đồng dạng, mà hắn bây giờ kiếm đạo bản nguyên lực lượng, lại là gấp 10 lần vũng nước nhỏ. Đây cũng là thánh tôn cảnh rất khó vượt giai chiến đấu một trong những nguyên nhân, chỉ là bản nguyên chi lực, đều là tăng lên 10 lần. Tiêu Phàm phân tích bản thân thể nội ba loại bản nguyên chi lực, không sai biệt lắm thời gian nửa tháng, hắn rốt cục hiểu rõ ngưng tụ nguyên tuyển biện pháp. Thiên hoang quả nhiên là ích kỷ a, có cái này phương pháp, vậy mà không nguyện ý cùng thái cổ thần giới chia sẻ. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh. Nếu như thiên hoang sớm tại mấy chục vạn năm trước liền nói cho thái cổ thần giới ngưng tụ nguyên tuyển phương pháp, thái cổ thần giới như thế nào lại như thế suy nhược. Hiện tại, tu sĩ muốn đột phá thánh tôn cảnh, nhất định phải tiến về thiên hoang, chỉ có dạng này, thiên hoang mới có thể nhường ngươi thành công ngưng tụ nguyên tuyển. Mà có ít người, không nguyện ý bị thiên hoang bị quản chế, cho nên mới tranh đoạt phi tiên thánh cảnh cơ duyên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện, Ma Thái Hư bọn họ những người này, vẫn rất có cốt khí. Trước khi rời đi, cũng phải gặp một lần bọn họ. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa một cỗ cường đại khí tức mãnh liệt mà tới, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, chẳng lẽ dị ma lại có cường giả phủ xuống. Dạ thế tên kia đi nơi nào, sẽ không giết đi lục tinh ma quật rồi à. Tiêu Phàm âm thầm cô một tiếng. Từ khi hắn luyện hóa bản nguyên thần kiếm tỉnh lại sau, dạ thế liền không thấy bóng dáng, tựa như hư không tiêu thất một dạng.
Không đợi Tiêu Phàm tới kịp suy nghĩ nhiều, nơi xa cái kia mấy cỗ cường đại khí tức càng ngày càng gần, Tiêu Phàm thấy thế, bỗng nhiên một đầu chồng vào trong nước biển. Pháp tôn cảnh cường giả, cảm nhận được cái kia mấy cỗ cường đại khí tức, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Một cái pháp tôn cảnh, liền để hắn mặt ủ mày trao, bây giờ lại có bốn cái pháp tôn cảnh cường giả đánh tới, một khi đụng tới, quả thực đó là một con đường chết. Tiêu Phàm ẩn giấu đi khí tức, xuyên thấu qua nước biển, lờ mờ thấy được bốn bóng người, vừa bắt đầu còn có chút mơ hồ, có thể theo bọn họ tới gần, Tiêu Phàm rốt cục thấy rõ bốn người kia bộ dáng. Sau một khắc, hắn con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Long Vân tiền bối, Tiêu Phàm kém chút kinh hô lên. Không sai, trong bốn người này có một người, chính là Long Vân, chỉ bất quá, Long Vân hình như là đối tượng bị truy sát, trên người máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hắn ánh mắt lần nữa di động, chuyển hướng ba người khác, khi thấy rõ ba người khác khuôn mặt lúc, Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt. Lý Đạo Lâm, La Dương, Tiêu Phàm nhận ra trong đó hai người, phẫn nộ trong lòng kém chút không kiềm chế, mãnh liệt cuộn trào ra. Lý Đạo Lâm không phải thần các phó các chủ sao, còn có cái kia La Dương, nguyên lai vốn là địa các phó các chủ, lần trước bởi vì hãm hại Tiêu Phàm sự tình, bị Long Vân khai trừ phó các chủ vị trí. Mà bây giờ, hai người bọn họ vậy mà liên thủ, cùng người thứ ba, liên thủ diệt sát Long Vân. Bọn họ không phải là thiên hoang người sao, hơn nữa thân làm pháp tôn cảnh cường giả, đã coi như là thiên hoang thần các cao cấp nhất đám người này. Vậy mà ở đây bên trong tàn sát lẫn nhau. Giờ phút này, Tiêu Phàm đối thiên hoang sau cùng một tia hy vọng, cũng biến mất hầu như không còn. Thiên hoang, đã để Tiêu Phàm triệt để thất vọng rồi. Long Vân, người không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. La Dương ba người đem Long Vân vây ở trung ương, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Long Vân cũng giống như đã sớm nhận mệnh, hắn ánh mắt chuyển hướng cái thứ ba pháp tôn cảnh cường giả, nói. La Dương là Lý Đạo Lâm người, Lý Đạo Lâm ngấp nghé địa các đã lâu, ta có thể lý giải, có thể Khương Chấn Long, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Khương Chấn Long, Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, lờ mờ cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cái này Khương Chấn Long, không phải liền là Khương Thiếu Hư trưởng bối sao? Tiêu Phàm là người đưa vào thiên hoang, hắn giết ta Khương gia thiên tài, hiện tại ta giết ngươi. Không phải rất bình thường sao? Khương Chấn Long cười lạnh nói, hiện tại, ngươi có thể chết nhắm mắt ha. Long Vân sắc mặt trắng bạch hết sức, hắn tự nhiên không tin Khương Chấn Long cái này chân đứng không vững lý do, hít sâu một cái nói, Khương ra tay, đã vươn vào thiên hoang thần các. Biết rõ người quá nhiều, thường ngày đều sẽ chết càng nhanh. Khương Chấn Long nhẹ nhàng phất tay. Chỉ một thoáng, cùng Lý Đạo Lâm cùng La Dương hai người đồng thời động thủ. Cuồng bạo bản nguyên chi lực cuồn cuộn, đem Long Vân bao phủ lại. Cho dù chết, lão hủ cũng phải kéo lên một cái. Long Vân biểu tình ngoan tuyệt, khí tức trên thân của hắn trong nháy mắt tăng vọt, trang nghiêm là muốn tự bạo. Nước biển bên trong Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Long Vân tự bạo sinh ra lực hủy diệt, có lẽ giết không chết Lý Đạo Lâm bọn họ, nhưng là hắn Tiêu Phàm, có thể chưa hẳn trốn được. Hơn nữa, Long Vân trợ giúp bản thân nhiều như vậy, chẳng lẽ mình thật trơ mắt nhìn xem Long Vân chết sao? Nhanh, nhanh, bất kể như thế nào, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp, thử nghiệm cứu Long Vân. Giờ phút này, Tiêu Phàm đầu giống như một thời đại máy móc, nhanh chóng vận chuyển. Có, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, lấy tay lấy ra chấn thế đồng quan, trực tiếp vén lên nắp quan tài, kinh khủng vô cực chi khí mãnh liệt cuộn trào ra. Đồng thời, Tiêu Phàm thân hình tiến vào chấn thế đồng quan nội bộ, để ma đồng xuất lĩnh lấy đệ lục ma vệ doanh thúc dục cái kia bá đạo huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí vừa ra, Lý Đạo Lâm đám người bỗng nhiên ngừng thân hình, ngay cả Long Vân cũng đình chỉ tự bạo, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hướng về phía dưới nước biển. Vậy chờ khí tức, cho dù là bọn họ pháp tôn cường giả, cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cũng đúng lúc này, một đạo phiêu miểu mà thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, người nào nhiễu lão hủ thanh tu. Nghe được câu này, Lý Đạo Lâm đám người trong lòng đột nhiên có loại bất an mãnh liệt. Lý Đạo Lâm đầu tiên là giật mình, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng là nghĩ đến nơi này chẳng qua là tứ tinh ma quật, lại có thể có cường giả gì đây?
Mấy người nhìn nhau, ánh mắt u lãnh hướng về phía dưới nước biển, linh hồn chi lực thử nghiệm dò xét, nhưng để cho bọn họ kinh hãi là, linh hồn chi lực vừa mới chạm đến nước biển, liền hòa tan không còn một mảnh. Linh hồn chi lực đều không đến gần được, chẳng lẽ cái này đáy biển, thật có cường giả gì bế quan, mà không phải có người đang lừa dối bọn họ. Tiền bối, tại hạ mấy người, giải quyết cùng người này ân oán, liền lập tức rời đi. Lý Đạo Lâm suy nghĩ một chút nói. Nếu quả thật có cái gì tuyệt thế cường giả, bọn họ trở mặt đối phương, chưa chắc là chuyện gì tốt. Lan, nhưng mà, Lý Đạo Lâm nghênh đón lại là đối phương tức giận quát lớn, căn bản không có bất luận cái gì đường lùi. Lý Đạo Lâm sắc mặt âm trầm hết sức, bọn họ tự nhiên là sẽ không như thế tùy tiện buông tha Long Vân, nhưng nếu như không rời đi, vạn nhất chọc giận đối phương đây. Chúng ta dù sao cũng là hạ phẩm pháp tôn, cho dù đối phương là thượng phẩm pháp tôn, cũng có trốn chạy năng lực, đối phương không có khả năng một đòn miểu sát ba người chúng ta, bất kể như thế nào, trước hết giết Long Vân lại nói. La Dương cho hai người truyền âm nói. Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long hai người tán đồng gật đầu. Nhưng mà, không đợi ba người tới kịp xuất thủ, một đạo kinh khủng ma huyết thần thương từ nước biển bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt khóa chặt La Dương, kinh khủng sát khí tại hư không nở rộ. Một màn này, nhưng làm La Dương ba người dọa cho phát sợ, nhất là La Dương. Hắn vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn không lâu, cảnh giới còn không làm sao ổn, cùng nộ giang ma tôn so sánh, còn kém xa, chỗ nào có thể tiếp được một kích này đây. La Dương nhanh chóng thối lui, có thể cái kia ma huyết thần thương gắt gao tập trung vào hắn, hắn mới vừa bước ra một bước, liền bị ma huyết thần thương xuyên qua thân thể, nhục thân trực tiếp nổ tung, máu tươi vẩy ra. Bất quá, hắn linh hồn lại là may mắn trốn qua một kiếp, sau đó tại hư không nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân, sắc mặt trắng bạch tới cực điểm. Kém một chút, chỉ thiếu một chút, bản thân vậy mà liền chết. Lý Đạo Lâm cùng Khương Chấn Long hai người cũng mí mắt cuồng loạn, như thế nhẹ nhàng thoải mái một đòn, vậy mà liền kém chút giết La Dương, vậy đối phương lại là làm sao cường đại đây? Xem ở quân bách nhẫn tiểu tử kia phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó, lăn. Tức giận thanh âm vang lên lần nữa. Lý Đạo Lâm đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Quân bách nhẫn là người phương nào, đây chính là thượng phẩm pháp tôn, thần các chủ A. Nhưng đối phương vậy mà xưng quân bách nhẫn là tiểu tử, cái kia lai lịch của đối phương, lại là biết bao khủng bố A. Chạy, ba người ngầm hiểu, xoay người bỏ chạy, nơi nào còn có nửa điểm dũng khí lưu lại đây. Mấy hơi thở thời gian, ba người liền không thấy bóng dáng, tựa như sợ muộn một hơi, liền sẽ đem mệnh lưu lại một dạng. Long Vân nhìn thấy ba người chạy trốn, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cái này huyết hồn kiếp hải, vẫn còn có bậc này cường giả. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Long Vân khom người cúi đầu nói. Hôm nay nếu là không có cái này cao nhân xuất thủ, bản thân coi như tai kiếp khó thoát. Tiền bối, không cần như thế. Lúc này, cỗ kia hung lệ khí tức biến mất, trên mặt biển lại xuất hiện một cái hắc y thanh niên. Long Vân đầu tiên là sững sờ, nhưng làm hắn thấy rõ ràng thanh niên bộ dáng lúc, trong mắt đều là không thể tin, trực tiếp hoảng sợ nói, Tiêu Phàm, ngươi làm sao ở nơi này? Ta nếu không ở nơi này, tiền bối coi như bị độc thủ. Tiêu Phàm cười cười nói, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, chờ bọn hắn kịp phản ứng, chúng ta có thể gặp phiền toái. Ngươi là nói, Long Vân chỗ nào vẫn không rõ Tiêu Phàm lời nói, nơi này căn bản không có cao thủ gì, tất cả chỉ là Tiêu Phàm làm ra thanh thế. Chỉ bất quá, hắn nội tâm sớm đã khiếp sợ tột đỉnh. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, vừa rồi một đòn. Thế nhưng là thực sự pháp tôn một đòn A, Tiêu Phàm có vẻ như vừa mới đột phá thánh tôn cảnh A, lại làm sao có thể có được mạnh như vậy thủ đoạn đây. Đoán chừng là tiền bối kia không muốn gặp ta, cố ý nhường Tiêu Phàm đi ra đuổi ta đi. Long Vân trong lòng nghĩ thầm, hiển nhiên vẫn là không tin Tiêu Phàm có thể sát thương La Dương, đẩy lui Lý Đạo Lâm bọn họ. Nếu như Tiêu Phàm biết rõ ý nghĩ của hắn, đoán chừng cũng chỉ sẽ dở khóc dở cười. Vậy thì thật là ta phô trương thanh thế tốt ha, người sao không tin đây? Bất quá, Long Vân cũng không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh, dù sao đó là tiền bối mệnh lệnh, đành phải đi theo Tiêu Phàm nhanh chóng rời đi vùng biển này. Lại nói Lý Đạo Lâm, La Dương cùng Khương Chấn Long ba người chạy ra phiến kia hải vực mấy vạn dặm, lúc này mới dừng lại,
ba người phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Huyết hồn kiếp hải, tại sao có thể có cấp độ kia cường giả, hơn nữa còn nhận biết quân các chủ? La Dương chưa tỉnh hồn nói. Huyết hồn kiếp hải dị động, vô cùng có khả năng cùng thái cổ thời kỳ Thiên Kiếm Thần Cung có quan hệ, có bậc này cường giả ở nơi này tiềm tu, cũng rất bình thường. Khương Chấn Long hít sâu một cái nói. Ta cuối cùng cảm giác không thích hợp, coi như tiềm tu, cũng không nên ở mảnh này hải vực. Lý Đạo Lâm lại là nhíu mày, quay đầu ta phái người đi đâu lội hải vực tuần tra một phen, thuận tiện thăm dò một lần, cái này có thể. La Dương gật gật đầu, chỉ cần không phải nhường hắn đi chịu chết, những người khác người nào chết, hắn không quan tâm chút nào. Long Vân tạm thời trốn qua một kiếp, vạn nhất hắn trốn về thiên hoang, có thể gặp phiền toái. Khương Chấn Long vẫn như cũ có chút bận tâm. Lý Đạo Lâm lại là khinh thường cười một tiếng, nói coi như trốn về thiên hoang lại như thế nào, người ta ba người làm chứng, Long Vân cấu kết dị ma, sát hại ta thiên hoang tu sĩ, chẳng lẽ còn có giả sao? Nghe nói như thế, La Dương cùng Khương Chấn Long hai người biết tâm cười một tiếng. Đúng vậy a, ba người bọn họ, một cái đã từng là địa các phó các chủ, một cái là thần các phó các chủ, một cái là Khương gia trưởng lão. Bọn họ không có khả năng mỗi người đều nói dối. Bất kể như thế nào, Long Vân đều chết định, là các chủ, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn a. Khương Chấn Long đột nhiên cười nói. La Dương ngửa đầu cười to, nói tự nhiên, tất cả những thứ này, còn phải đa tạ Lý các chủ. Long Vân phản bội Long Ca, hắn cái này đã từng phó các chủ, là nhất có cơ hội trở thành tân các chủ, vì vị trí này, La Dương thế nhưng là bỏ ra không ít. Lý Đạo Lâm khẽ gật đầu, nói tiếp đó, chúng ta thay nhau trấn thủ cửa ra vào, phàm là phát hiện cùng Long Vân có liên quan người, giết không tha. Tốt, hai người gật gật đầu, trong mắt bắn ra sát khí âm lãnh. Nếu như bọn họ biết rõ, mình là bị Tiêu Phàm dọa lùi, đoán chừng liền sẽ không sảng khoái như vậy. Mà lúc này, huyết hồn kiếp hải giáp danh một tòa trên hải đảo, một cái nam tử khôi ngô ôm đầu ngồi dậy, bỗng nhiên lắc lư mấy lần. Muốn để cho mình trở nên thanh tỉnh. Ta tại sao lại ở chỗ này? Dạ Thế vẻ mặt mê mang, chậm rãi nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, đầu dần dần trở lên rõ ràng. Nơi này là thiên hoang, tứ tinh ma quật huyết hồn kiếp hải. Dạ Thế lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, hảo một cái Tiêu Phàm, dám thừa dịp bản tôn hôn mê, lắc lư bản tôn. Nếu để cho ta gặp lại ngươi, định nhường ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Thở sâu, Dạ Thế lắng lại một lần cảm xúc, nói, không được, muốn hoàn thành phụ thân nhiệm vụ, trước tiên cần phải ly khai cái này địa phương lại nói. Huyết hồn kiếp hải lối đi ra. Tiêu Phàm cùng Long Vân đã ẩn núp mấy ngày, nhưng mà, Lý Đạo Lâm một mực đóng tại lối vào, hai người căn bản không có cơ hội rời đi. Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta, người trước rời đi a. Long Vân thở dài. Hiện tại hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không phải Lý Đạo Lâm đối thủ. Trong thời gian ngắn nghĩ đến rời đi huyết hồn kiếp hải, đoán chừng là không thể nào. Ngươi cảm thấy, Lý Đạo Lâm nhìn thấy ta, sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Long Vân hoảng hốt trong nháy mắt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy a, lúc trước Lý Đạo Lâm nhưng là muốn ứng phó Tiêu Phàm, nếu như không phải kiếm Tà Vương xuất thủ cứu giúp. Tiêu Phàm đoán chừng đã phiền toái. Hiện tại Tiêu Phàm đưa đi lên cửa, Lý Đạo Lâm sẽ để cho hắn sống sót mới là lạ chứ. Nơi này chính là ma quật, vô luận người nào chết, cũng sẽ không bị làm sao truy cứu. Không chỉ Lý Đạo Lâm, cho dù La Dương, vẫn là Khương Chấn Long, bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm, cũng sẽ không buông qua hắn. Cái cửa ra này không cách nào rời đi, cái kia ta có thể hay không tiến về tam tinh ma quật rời đi đây. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến. Hắn chính mình là từ tam tinh ma quật lưu ly tịnh thổ tiến vào huyết hồn kiếp hải, bình thường mà nói, hắn cũng có thể thông qua huyết hồn kiếp hải trở lại lưu ly tịnh thổ mới đúng. Nhưng mà, Long Vân lại là lắc đầu, từ tứ tinh ma quật, tiến về tam tinh ma quật, dị ma cũng tương tự sẽ cảm nhận được, hơn nữa, thân ta là hạ phẩm pháp tôn, cũng vô pháp xuyên qua. Cũng đúng, cái kia phong ấn là cố ý ngăn cản tu sĩ cấp cao. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiền bối, chẳng lẽ để ngài đợi ở ta thể nội thế giới, cũng vô pháp xuyên qua sao? Không được, Long Vân lắc đầu,
nếu như có thể dạng này xuyên qua mà nói, cái kia phong ấn còn có cái gì dùng, một người thấp giai tu sĩ mang theo một cái thiên tôn tiến vào ma quật, chẳng phải là một mảnh đồ sát. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì, thuyết pháp này cũng đúng. Chỉ là, này cũng không được, kia cũng không được, mình muốn trở lại thiên hoang, sợ là khá là phiền toái. Ở không có giết chết Long Vân trước đó, Lý Đạo Lâm bọn họ đoán chừng là sẽ không rời đi. Tiêu Phàm, là ta liên lụy ngươi. Long Vân thở dài. Nói cái gì liên lụy không liên lụy, chờ tiền bối khôi phục tu vi, đến lúc đó giết đi qua cũng được. Tiêu Phàm hào khí mây tuyến đường chính. Long Vân lại là khổ sở lắc đầu, nói, sợ là không được, bằng vào ta đối Lý Đạo Lâm cùng La Dương bọn họ biết, ta không chết được chết đã không quan trọng, bọn họ muốn chính là địa các chủ vị trí. Đoán chừng hiện tại, ta phản bội thiên hoang tin tức, đã truyền khắp thiên hoang, cho dù ta trở về, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi không phải người của Long gia sao? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Long gia dù sao cũng là thập đại gia tộc một trong, Long Vân thân làm con em Long gia, ai dám giết hắn? Ta chỉ là Long gia vứt bỏ nhi, cùng Long gia sớm đã thoát ly liên quan, chỉ là tất cả mọi người cho là ta là Long gia người mà thôi, huống chi, muốn giết ta chính là Khương Trấn Long, Long gia sẽ không vì ta mà đắc tội Khương gia. Long Vân thở dài, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tiêu Phàm lúc này mới hồi tưởng lại, hắn đã từng chiếm được liên quan tới Long Vân một chút tin tức. Long Vân không cách nào tu luyện, chính là 10 phần phế vật, lại theo dựa vào chính mình sức chịu đựng, đuổi kịp rất nhiều thiên tài tu luyện trình độ. Về sau hắn bị thiên hoang thần các một vị trưởng lão coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, về sau hoa vài vạn năm mới đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Cũng chính bởi vì hắn cùng với Long gia không có quan hệ, hắn mới có thể trở thành địa các chủ. Nguyên bản Tiêu Phàm cho rằng đây chỉ là tin đồn mà thôi, không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là sự thật. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Tiêu Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nói tiền bối, nếu như chúng ta xé mở hư không, từ trong hư vô trở lại thiên hoang, ngươi cảm thấy thế nào? Có thời không cổ la bàn chỉ dẫn, Tiêu Phàm chắc là sẽ không lo lắng lạc đường. Nơi này chính là tứ tinh ma quật, khoảng cách thiên hoang biết bao xa xôi, cho dù chúng ta không mê thất ở trong hư vô, cũng cần mấy chục năm, thậm chí số 100 năm thời gian mới có thể đến. Long Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Cho dù là pháp tôn cường giả, cũng không thể ở đại thế giới hư vô hoành hành không trở ngại. Tiêu Phàm nhíu mày, chiếu nếu như vậy, vậy mình có được thời không cổ la bàn, cũng tạm thời không có đất dụng võ. Phương pháp này, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể tạm thời bài xuất, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng, thực sự quá lãng phí thời gian. À, người xem, cũng coi như Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, Long Vân thanh âm kinh ngạc vang lên, ánh mắt lại là nhìn phía cửa ra vào vị trí. Tiêu Phàm theo Long Vân ánh mắt nhìn tới, cũng là kinh ngạc không thôi, kém chút trực tiếp kinh hô mà ra, dạ thế. Không sai, Tiêu Phàm thấy được một bóng người, chính hướng về cửa ra vào tới gần. Người kia chính là dạ thế. Hạ phẩm pháp tôn tu vi, người này ta làm sao chưa thấy qua. Long Vân nghi hoặc, nói, a, hắn làm sao bị người ngăn cản ở ngoài, chẳng lẽ không cho hắn rời đi. Tiêu Phàm thấy thế, lại là nở nụ cười, dạ thế tự nhiên là không cách nào rời đi, bởi vì hắn căn bản không phải thiên hoang người, Long Vân chưa thấy qua không phải rất bình thường sao. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Nhìn thấy dạ thế hướng về một phương hướng bỏ chạy, Tiêu Phàm lúc này mới nói tiền bối, chúng ta theo sau. Dạ thế rất phiền muộn, hắn vốn cho rằng rất dễ dàng liền có thể lừa dối chót lọt, thật không nghĩ đến, bản thân đường đường pháp tôn, vậy mà cũng phải lệnh bài thân phận. Hắn nơi nào có thân phận gì lệnh bài, đành phải làm bộ sinh khí rời đi. Dạ thế, cũng đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Dạ thế bỗng nhiên quay đầu, trên người bộc phát ra cường đại sát khí, bất quá trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ tới một loại phương pháp, Tiêu Phàm không phải thiên hoang người sao. Hắn hẳn là rất dễ dàng trở lại thiên hoang, ta theo hắn, làm bộ hồ đồ không được sao. Nghĩ vậy, dạ thế lại khôi phục đần độn bộ dáng, nhìn xem Tiêu Phàm cười nói, đệ đệ, ngươi đã đi đâu, ta tìm ngươi tìm được rất vất vả. Đệ đệ, một bên Long Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Phàm lúc nào có cường đại như vậy đệ đệ. Dạ thế, ngươi khôi phục ký ức a,
muốn mượn ta tiến về thiên hoang, còn muốn gạt ta. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh, bất quá mặt ngoài lại là xem như cái gì đều không biết, ta tìm ngươi thật lâu, ngươi không có việc gì liền tốt. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Long Vân truyền âm nói, tiền bối, đây là ta ở Vạn Thánh Dược Các nhận đệ đệ, trước đó cùng hắn phân tán. Dạ Thế ngây ngốc cười một tiếng, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng hắn lâu như vậy, đoán chừng thật vẫn sẽ bị hắn lừa gạt. Long Vân lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn biết rõ Tiêu Phàm trước đó bị thiên hoang truy nã, về sau không biết nguyên nhân gì lại giải trừ, thân làm địa các các chủ, hắn vẫn là biết rõ một chút tin tức, chính là cùng Tiêu Phàm trong miệng Vạn Thánh Dược Các có quan hệ. Tiền bối, khoảng thời gian này, phải vất vả ngươi trước đợi ở ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm cười cười, đem Long Vân đưa vào thể nội thế giới, sau đó vỗ vỗ Dạ Thế bả vai nói, Dạ Thế, ta mang ngươi tiến về thiên hoang. Dứt lời, Tiêu Phàm nghênh ngang hướng về cửa ra đi đến, nơi nào còn có nửa điểm kiêng kỵ bộ dáng. Dạ Thế trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn đi theo Tiêu Phàm bộ pháp. Hắn biết rõ Tiêu Phàm muốn lợi dụng hắn, nhưng là, hắn cũng xác thực cần lợi dụng Tiêu Phàm, vậy liền tạm thời lợi dụng lẫn nhau a. Lý Đạo Lâm đem Dạ Thế đuổi đi, trong đầu nhưng vẫn hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, một cổ khí tức cường đại mãnh liệt mà tới, Lý Đạo Lâm sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ là Long Vân đến? Dứt lời, hắn đang chuẩn bị thông chi La Dương cùng Khương Chấn Long, có thể cửa ra vào lại truyền đến một đạo phách lối thanh âm. Lý Đạo Lâm, bản tôn tới đây, còn không ra đón lấy. Phách lối thanh âm bá đạo quanh quẩn tại hư không, rất nhiều chấn thủ huyết hồn kiếp hải người đi ra cửa tất cả giật mình. Nha, đây là ai? Vậy mà dám ở chỗ này gọi thẳng thần các phó các chủ danh tự, là muốn chết sao? Lý Đạo Lâm nghe được thanh âm này, lập tức sát tâm nổi lên, không chút do dự chạy ra khỏi chỗ ở, xuất hiện ở không trung. Tiêu Phàm, Lý Đạo Lâm nhìn xem người tới, nghiến răng nghiến lợi, trên người sát ý không thêm bất luận cái gì che giấu. Nơi này chính là ma quật, mình muốn giết chết một cái thánh tôn cảnh, còn không phải như chơi đùa. Huống chi? Tiêu Phàm lại không có bất kỳ cái gì thiên hoang bối cảnh, cho dù chết rồi, cũng không người tìm hắn để gây sự. Về phần nơi này thấy tu sĩ, đó cũng đều là hắn trung thành nhất thuộc hạ, chẳng lẽ bọn họ còn dám bán rẻ bản thân sao? Nghĩ vậy, Lý Đạo Lâm trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm tử kỳ. Nha, Lý Phó các chủ kiêu ngạo thật lớn, nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn giết ta sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoàn toàn không có nửa điểm e ngại. Bất quá trong lòng hắn vẫn là có chút khẩn trương, Lý Đạo Lâm thật muốn giết người diệt khẩu, nếu như Dạ Thế không hỗ trợ, hắn cùng Long Vân liền phiền toái. Giết ngươi, Lý Đạo Lâm cười lạnh một tiếng, nói cái kia lợi cho ngươi quá rồi, bản các chủ sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi. Ngươi một cái nho nhỏ phó các chủ, thật đúng là khẩu khí thật lớn, dù cho quân bách nhẫn ở trước mặt ta, cũng không dám nói như vậy lời nói. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Hắn thực lực không phải Lý Đạo Lâm đối thủ, nhưng hoàn toàn không có yếu khí thế. Tu sĩ khác nghe nói như thế, tất cả đều biểu tình vẻ kinh ngạc, nhất là một số người hàng năm đóng giữ ma quật, căn bản không biết Tiêu Phàm nhân vật này. Lúc nào, một cái nho nhỏ trung phẩm thánh tôn, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Thậm chí ngay cả thần các chủ cũng dám gọi thẳng tên húy, đây quả thực là chán sống rồi a. Lý Đạo Lâm bị Tiêu Phàm mà nói có chút tức giận, không những không giận mà còn cười nói, Tiêu Phàm, ở thiên hoang, ta không dám giết ngươi, nhưng là ở trong này, bóp chết ngươi giống như bóp chết một con kiến. Nói như vậy, ngươi hôm nay không cho ta nhường đường. Tiêu Phàm khuôn mặt lạnh lẽo. Ngươi còn muốn còn sống trở về đi. Lý Đạo Lâm cười to. Nếu là trước kia, đừng nói động thủ giết Tiêu Phàm, liền nhìn Tiêu Phàm cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng bây giờ... Cái này run rế, vậy mà có thể chấn động tâm tình của mình. Dạ Thế, giết hắn. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, dùng giọng ra lệnh nói. Dạ Thế sững sờ, hắn giờ phút này lại không phải người ngu, lấy hắn thân phận, cũng ít nhiều biết một chút liên quan tới thiên hoang sự tình. Cái này gọi là phó các chủ hạ phẩm pháp tôn, có vẻ như địa vị không thấp a. Tiêu Phàm nhường hắn động thủ, vạn nhất chọc giận đối phương thế lực sau lưng. Vậy mình chẳng phải là chịu không nổi. Dạ Thế còn không có động thủ, Lý Đạo Lâm lại là cười lạnh liên tục, tốt a,
Tiêu Phàm, nguyên lai ngươi vừa nãy là cố ý nhường hắn đến sò xét ta, đáng tiếc, nhường ngươi thất vọng rồi, muốn ngươi chết người, cũng không chỉ ta một cái. Dứt lời, Lý Đạo Lâm đánh ra một đạo thủ ấn, một vệt sáng phóng lên tận trời, hiển nhiên là hắn đang thông chi La Dương cùng Khương Chấn Long. Dạ thế, còn lo lắng cái gì, giết hắn. Ta dám cam đoan, đến thiên hoang, ai cũng không dám động tới ngươi một sợi lông. Tiêu Phàm nổi giận nói. Dạ thế thấy thế, khẽ cắn môi, vẫn là giết tới. Lúc này, bản thân nếu như không ra tay, Tiêu Phàm khẳng định sẽ bán đứng chính mình. Còn không bằng xem như mình bây giờ cái gì đều không biết, làm bộ hồ đồ, rất qua cửa ải này lại nói. Lý Đạo Lâm nhìn thấy Dạ Thế niên kỷ, đầu tiên là cực kỳ khinh thường, nhưng làm hắn bị Dạ Thế một quyền đánh bay thời điểm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hạ phẩm pháp tôn, Lý Đạo Lâm lên tiếng kinh hô. Lý Đạo Lâm, tiểu gia dù sao cũng là vạn thánh dược các chủ, bên người tại sao không có pháp tôn cường giả bảo hộ đây, ngươi chờ xem, chỉ cần ta sống trở lại thiên hoang, nhất định phải lột ngươi ra. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói. Cái này Lý Đạo Lâm, Tiêu Phàm đã đem hắn trở thành người chết, không giết hắn, Tiêu Phàm đi ngủ đều ngủ không an lòng. Thiên hoang người, hắn còn chưa từng như này thống hận qua một cái người, Lý Đạo Lâm xem như một cái. Lý Đạo Lâm bị Tiêu Phàm lời nói dọa cho phát sợ, ngay sau đó hạ lệnh hắn một đám thuộc hạ nói, thần các tất cả mọi người nghe lệnh, giết không tha. Ta xem ai dám động đến tay. Tiêu Phàm con người băng lãnh lạnh lùng nhìn xem cái kia mấy chục cái thần các tu sĩ, các ngươi cũng không hỏi thăm một chút, bản tôn cùng quân Bách Nhẫn quan hệ. Quả nhiên, nghe nói như thế, tất cả mọi người trù trừ. Tiêu Phàm luôn mồm quân Bách Nhẫn, không có chút nào mảy may kính sợ, rõ ràng không là người bình thường. Hơn nữa Lý Đạo Lâm thân làm thần các phó các chủ, lại kiêng kỵ như vậy một cái thánh tôn cảnh tu sĩ, cũng đúng lúc chứng minh Tiêu Phàm thân phận bất phàm. Bản tôn chỉ cần thiếu một cái lông tơ, các ngươi những người này, từng cái đều phải chu cửu tộc. Tiêu Phàm thanh âm bá đạo vang lên lần nữa, hiện tại, bản tôn liền muốn tiến về thiên hoang, ta ngược lại muốn xem cái nào dám ngăn trở. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp hướng truyền tống ngọc đài đi đến, ánh mắt chừng một cái, bên cạnh tu sĩ run rẩy mở ra truyền tống trận. Hỗn trướng, ngăn lại hắn. Lý Đạo Lâm vô cùng phẫn nộ, những cái này ngu xuẩn, không ngăn cản Tiêu Phàm thì cũng thôi đi, lại còn mở cho hắn truyền tống trận. Nếu là đến thiên hoang, hắn nơi nào còn có cơ hội giết Tiêu Phàm. Liền khi những người kia chuẩn bị ngăn cản Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm lại là lấy tay vung lên, một tôn hình người thần điêu xuất hiện, thản nhiên nói, mang theo ta thân phận ngọc bài, thay ta đi nói cho quân Bách Nhẫn, Lý Đạo Lâm muốn giết ta, hắn quân Bách Nhẫn không cho ta một cái công đạo, bản tôn liền đợi ở huyết hồn kiếp hải không đi ra ngoài. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm những cái kia thuộc hạ vốn là muốn động thủ, nhưng là bây giờ, bọn họ thật bị Tiêu Phàm khí thế gây kinh hãi. Lý Đạo Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm tùy ý hắn thần điêu truyền tống đi qua, nhưng lại bất lực, Tiêu Phàm chiêu này lấy thế đè người, dùng thật có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Giống, Lý Đạo Lâm tức giận gào thét một tiếng, đem Dạ Thế cho chấn động bay ra ngoài. Nhưng mà, hắn cũng không có động thủ tiếp tục giết Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm, nhất định phải người không biết quỷ không hay, càng thêm không thể để cho quân Bách Nhẫn lấy được chứng cứ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm thần điêu đã truyền tống ra ngoài, hắn nếu giết Tiêu Phàm, quân Bách Nhẫn vì cho vạn thánh dược các một cái công đạo, tất nhiên sẽ bắt hắn khai đao. Chớ nhìn hắn là thần các phó các chủ, địa vị tôn sùng, có thể ở trước mặt quân Bách Nhẫn, hắn chẳng phải là cái gì. Lý Đạo Lâm không biết là, hắn thuộc hạ nhìn thấy hắn đều không dám giết Tiêu Phàm, trong lòng một trận may mắn bản thân không có động thủ, bằng không liền phiền toái. Dạ Thế cũng là kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn lúc này mới ý thức được, Tiêu Phàm không có nói láo, hắn thân phận, xác thực không đơn giản. Lý các chủ, Long Vân ở đâu? Cũng đúng lúc này, nơi xa hét lớn một tiếng truyền đến. Nói xong, hai đạo bóng người thoáng hiện, chính là chạy đến La Dương cùng Khương Chấn Long. Long Vân đây, La Dương quét mắt tứ phương, lại là không thấy Long Vân thân ảnh, ngược lại thấy được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Tiêu Phàm, Khương Chấn Long lập tức sát khí nặng nề, không chút do dự hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhưng mà, Dạ Thế không chút do dự ngăn cản tại Tiêu Phàm trước người,
hiện tại, tuyệt đối không thể để Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm nếu như chết rồi, bại lộ hắn thân phận, hắn dạ thế cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng bị Tiêu Phàm mới vừa khí thế cho khiếp sợ đến, Tiêu Phàm rõ ràng có cơ hội rời đi, nhưng là hắn không có, điều này nói rõ hắn lực lượng 10 phần. Những người này, chưa hẳn thật dám giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sống sót, cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Vạn thánh dược các người. Khương Chấn Long nhìn thấy dạ thế chặn lại hắn, sầm mặt lại, Lý Đạo Lâm, ta ngăn lại hắn, ngươi tới giết Tiêu Phàm. Lý Đạo Lâm mặt không biểu tình, đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như không có nghe được lời nói của Khương Chấn Long. Giết Tiêu Phàm, hắn ngược lại là muốn a, thế nhưng là, hiện tại hắn không dám. Khương Chấn Long nhìn thấy Lý Đạo Lâm không hề bị lay động, lập tức vô cùng phẫn nộ, Lý Đạo Lâm, ngươi khi nào trở nên như thế thứ hèn nhát, ngươi không dám, cùng lắm thì ta tới giết. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm ánh mắt sáng lên, mình là không dám giết Tiêu Phàm, nhưng là Khương Chấn Long thế nhưng là Khương gia người, dù cho quân bách nhẫn, cũng không dám làm sao ứng phó Khương Chấn Long a. Tốt, Lý Đạo Lâm gật đầu một cái, nói tốc chiến tốc thắng. Dứt lời, hắn lần nữa phóng tới dạ thế, muốn để Khương Chấn Long rãnh tay. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn không nghĩ tới Khương Chấn Long đã vậy còn quá nhanh liền chạy tới, lần này phiền toái. Cũng liền ở Khương Chấn Long công kích sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, trước người hắn, bỗng nhiều hơn một đạo bạch bào thân ảnh, một trưởng đón lấy người tới. Long Vân, Khương Chấn Long sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, lần trước là ngươi. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, bất quá trong lòng lại ở tính toán. La Dương, ngươi tới ứng phó hắn, ta trước hết giết Tiêu Phàm. Khương Chấn Long phẫn nộ tới cực điểm. So với giết Long Vân, hắn càng muốn giết hơn Tiêu Phàm, thay Khương Thiếu Hư trở Khương ra đệ tử báo thù. Tốt, La Dương cũng chuẩn bị gia nhập chiến trường, Long Vân bất tử, hắn địa các chủ vị trí, nhưng chính là ẩn số. La Dương, lần trước một thương kia, không dễ chịu a. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem La Dương, sau đó hắn vậy mà cất bước đi tới. Hắn muốn làm gì, thần các tu sĩ khác kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn cùng hạ phẩm pháp tôn cảnh La Dương động thủ sao? Dù cho La Dương chỉ là vừa mới đột phá hạ phẩm pháp tôn, hơn nữa bản thân bị trọng thương, nhưng là chỉ ít có được thượng phẩm nguyên tôn chiến lực a. Thượng phẩm nguyên tôn, giết chết một cái trung phẩm thánh tôn, còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản dễ dàng. Nhưng mà, La Dương cũng không có lập tức động thủ, hôm đó một thương kia, hắn còn rõ mồn một trước mắt. Kém một chút. Hắn liền một mệnh ô hô. Trước đó hắn còn tưởng rằng là cái kia tiền bối cố ý hạ thủ lưu tình, nhưng là bây giờ hắn làm sao không minh bạch, một thương kia, căn bản chính là Tiêu Phàm thi triển ra. Hắn hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt một thương kia, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. La Dương, ngươi sợ cái gì? Khương Chấn Long gầm thét không thôi, cái này La Dương, vậy mà sợ hãi. Nếu như La Dương sợ chính là một cái hạ phẩm pháp tôn, hắn có thể đủ lý giải, nhưng hắn ở e ngại một cái trung phẩm thánh tôn, cái này khiến Khương Chấn Long làm sao tiếp nhận. La Dương hai mắt chừng một cái, lấy dũng khí liền muốn động thủ. La Dương, xem ở Long Vân tiền bối phân thượng, lần trước tha ngươi một mạng, ngươi nếu bản thân không trân quý, cái mạng này, ta tùy thời có thể thu hồi. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát La Dương. Dường như hắn mới là hạ phẩm pháp tôn. La Dương chỉ là trung phẩm thánh tôn mà thôi. Nhưng hắn động thủ, Tiêu Phàm thật đúng là không phải La Dương đối thủ, dù cho đệ lục ma vệ doanh cũng không được. Lần trước sở dĩ có thể trọng thương La Dương, cũng là bởi vì trên khí thế chấn nhiếp La Dương, hơn nữa vô cực chi khí bao phủ tứ phương, một kích kia có thể nói là đánh bất ngờ. Nhưng là, La Dương cũng không nghĩ như thế, hắn cho rằng Tiêu Phàm xác thực có đủ thực lực giết hắn. Về phần thần các tu sĩ, đã sớm bị Tiêu Phàm vương bá chi khí chấn nhiếp đến, ai cũng không dám động thủ. Tiêu Phàm bên người một lần liền toát ra hai cái hạ phẩm pháp tôn, vạn nhất bên cạnh hắn còn có càng nhiều hạ phẩm pháp tôn đây, bọn họ những cái này nguyên tôn cảnh, có 10 cái mạng cũng không đủ a. Nói câu khó nghe, Tiêu Phàm khinh thường thanh âm lần thứ hai vang lên, La Dương, cho dù ta đứng ở chỗ này, ngươi đều không dám giết ta. Đừng nói ngươi không dám. Lý Đạo Lâm hắn dám không?
Nghe nói như thế, La Dương không có phản bác. Lý Đạo Lâm hắn xác thực không dám, nếu như hắn dám mà nói, lại không cần để Khương Chấn Long xuất thủ. Về phần hắn La Dương, đó là càng thêm không dám, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Hắn trang nghiêm đã quên đi, giết Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn xuất thủ, hắn chỉ cần ngăn lại Long Vân là được rồi. La Dương, Khương Chấn Long gào thét, sơ ý một chút, lại bị Long Vân một chưởng đánh trúng ngực, cả người trọng trọng nện ở một tòa hải đảo phía trên, hải đảo trực tiếp vỡ nát. Hắn nghĩ nhắc nhở La Dương, chỉ cần La Dương ngăn chặn Long Vân, là hắn có thể giết chết Tiêu Phàm, đáng tiếc, Long Vân căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Dạ thế cũng là như thế, một bộ liều mạng bộ dáng, đánh Lý Đạo Lâm liên tục bại lui. Lý Đạo Lâm phiền muộn tới cực điểm, hắn cực kỳ không cam lòng, hôm nay thế nhưng là thật tốt thế cục, vậy mà đều không cách nào giết chết tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này thật tà môn như vậy sao? Thời gian chậm rãi xói mòn, nửa nén hương thời gian chớp mắt liền qua, Tiêu Phàm vẫn như cũ hai tay vác sau lưng, đạm nhiên như phong. Bên cạnh một đám thần các tu sĩ vẻ mặt bội phục, tiểu tử này mặc dù chỉ là trung phẩm thánh tôn, nhưng là phần này tâm tính, dù cho trung phẩm nguyên tôn cũng không cách nào so sánh. Dừng tay, đột nhiên, hư không một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, lối vào không gian một trận thoải mái, chỉ thấy một đạo tóc trắng lông mi trắng thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chỉ một thoáng, hư không chiến đấu bỗng ngưng một cái, Lý Đạo Lâm sắc mặt trở nên khó xử hết sức, tựa như ăn một cái chuột chết một dạng. Bái kiến các chủ, Lý Đạo Lâm đi tới thân ảnh kia trước mặt, cung kính cúi đầu nói. Không sai, người tới chính là Quân Bách Nhẫn, lấy được Tiêu Phàm phái ra thần điêu tin tức, Quân Bách Nhẫn vô cùng lo lắng chạy đến, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy Quân Bách Nhẫn nhẹ nhàng vung lên. Lý Đạo Lâm thật giống như bị người quạt một bạt tai, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bản tọa mệnh lệnh, ngươi lại nhiều lần vi phạm, thật làm như ta không dám giết ngươi. Quân Bách Nhẫn ánh mắt u lãnh hướng về Lý Đạo Lâm. Lý Đạo Lâm phù phù một tiếng quỳ gối hư không, đầu dạp xuống đất, nhưng cố một câu đều không nói được. Thần các tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, đây chính là phó các chủ A, ở các chủ trước mặt. Vậy mà cùng tôn tử một dạng. Trong lòng bọn họ cũng là một trận may mắn bản thân không có đối Tiêu Phàm động thủ, bằng không, đây chính là kết quả. Quân các chủ, Tiêu Phàm giết ta Khương gia người, ta Khương gia tìm hắn báo thù, không sai à. Nhưng mà lúc này, Khương Chấn Long cao cao tại thượng thanh âm vang lên. Khương Chấn Long mặc dù cũng kiêng kỵ Quân Bách Nhẫn, nhưng còn chưa tới sợ hãi cấp độ, dù sao hắn không phải thiên hoang thần các người. Đây cũng là hắn dám như vậy cùng Quân Bách Nhẫn nói chuyện nguyên nhân. Ba, nhưng mà, nghênh đón hắn lại là một đạo trọng trọng bàn tay, một tát này, tuyệt đối không thể so Lý Đạo Lâm nhẹ. Khương Chấn Long nụ cười trên mặt cứng ngắc ở đó, cả người trọng trọng nhập vào mặt biển, trượt ra vài dặm khoảng cách mới đứng vững thân hình, tại chỗ chỉ lưu lại một đạo máu tươi. Quân Bách Nhẫn, người có. Khương Chấn Long tức giận gào thét. Hắn chính là Khương gia người. Khương gia thế nhưng là tam đại thế tộc một trong, địa vị không kém gì thiên hoang thần các mảy may. Hắn Khương Chấn Long chính là Khương gia trưởng lão, địa vị cao thượng, Quân Bách Nhẫn có tư cách gì đánh hắn. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, Quân Bách Nhẫn đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi có tin hay không, nói thêm một chữ nữa, ta đem ngươi bóp chết ở chỗ này, Khương gia cũng không dám thả một cái dám. Bá đạo, ngắn ngủn một câu. Không chỉ lộ ra Quân Bách Nhẫn mạnh mẽ và cường thế. Liền Tiêu Phàm đều khiếp sợ tột đỉnh, bình thường Quân Bách Nhẫn nhìn qua hòa hòa khí khí, ai biết hắn vẫn là như thế sát phạt quả đoán người. Khương Chấn Long lời nói đột nhiên ngừng lại, lời đến khóe miệng toàn bộ nuốt xuống. Hắn làm sao không biết, chỉ cần mình dám nhiều lời một chữ, Quân Bách Nhẫn thật dám giết hắn. Quân các chủ tha mạng, La Dương nhìn thấy một màn này, nơi nào còn dám đứng đấy nói chuyện. Ba người bọn họ bên trong, liền hắn vô căn vô bình, không có bất kỳ cái gì chỗ dựa, Quân Bách Nhẫn muốn giết hắn, còn không phải cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Giờ khắc này, La Dương trong lòng có chút hối hận, bản thân làm sao vọng động như vậy, tới đối phó Tiêu Phàm đây.
La Mỗ chưa bao giờ đối Tiêu Phàm động thủ, còn mời quân các chủ minh xét. La Dương lại cho bản thân giải thích nói, sợ muộn một chút, liền mất mạng. Nhưng mà, quân Bách Nhẫn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, mà là hướng đi Tiêu Phàm, trong nháy mắt đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười, Tiêu các chủ, nhường ngươi bị sợ hãi. Ngắn ngủn mấy chữ, đủ để chứng minh quân Bách Nhẫn đối Tiêu Phàm thái độ. Thần các tu sĩ thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, nơi nào còn có nửa điểm tâm tư khinh thường Tiêu Phàm cái này trung phẩm thánh tôn cảnh. Ngươi không thấy được, liền thần các chủ đều đối với hắn khách khí như vậy sao? Tiêu Phàm biết rõ, quân Bách Nhẫn vừa rồi làm tất cả, đều là cho hắn nhìn, coi như là cho hắn tiết khí. Cũng không biết, nếu như hắn thật muốn vì vậy mà diệt đi Lý Đạo Lâm, La Dương cùng Khương Chấn Long ba người bọn họ, quân Bách Nhẫn có thể đáp ứng hay không? Quân các chủ, các người thần các người, chẳng những muốn giết ta, ngay cả địa các chủ đều muốn giết, dạng này thiên hoang thần các, ta vạn thánh dược các, không thế nào dám hợp tác a. Tiêu Phàm không lạnh không nóng nói. Ở Tiêu Phàm xem ra, quân Bách Nhẫn bản ý, là vì thiên hoang tốt. Nhưng là, có Lý Đạo Lâm những cái này con sâu làm dầu nồi canh, chỉ có thể hủy hắn hảo ý, đây cũng là quân Bách Nhẫn bản thân như thế nổi giận nguyên nhân. Lý giải quân Bách Nhẫn người đều biết rõ, cái này đã từng danh xưng quân Diêm Vương người, đã không biết bao nhiêu vạn năm không có như thế tức giận. Quân Bách Nhẫn biết rõ Tiêu Phàm rất tức giận, đổi lại là hắn, đoán chừng ước gì giết chết Lý Đạo Lâm bọn họ. Bởi vậy, hắn vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười, nói, không biết như thế nào mới có thể để Tiêu các chủ bớt giận, lão hủ tận làm toàn lực thỏa mãn yêu cầu. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo Lâm đám người sắc mặt cuồng biến. Vạn nhất Tiêu Phàm để bọn hắn chết đây, quân Bách Nhẫn chẳng phải là muốn giết bọn hắn. Tiêu Phàm cũng bị quân Bách Nhẫn lời nói cho khiếp sợ đến, quân Bách Nhẫn đây là cho hắn lớn nhất thành ý a. Thở sâu, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Lý Đạo Lâm trên người, hờ hững nói, thân làm thần các phó các chủ, nhưng khắp nơi khó xử thiên hoang thần các tu sĩ, bất quá, giết ngươi, đối thiên hoang cũng là một tổn thất lớn, và miệng 10 lần xem như trừng trị. Các chủ. Lý Đạo Lâm sắc mặt tái nhợt. Hắn dù sao cũng là thần các phó các chủ, làm sao có thể trước mặt nhiều người như vậy bị vả miệng đây? Nếu như vậy, hắn về sau còn có cái gì mặt mũi ở thiên hoang lăn lộn? Vả miệng, quân Bách Nhẫn thần sắc thản nhiên nói, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Đạo Lâm nếu như mình vả miệng còn tốt, tất cả đều vui vẻ, nếu như không làm, quân Bách Nhẫn nhất định sẽ tự mình động thủ. Lý Đạo Lâm biểu tình hung ác nhìn Tiêu Phàm một cái, khẽ cắn môi, hung hăng một bàn tay đánh vào trên mặt mình, liên tục phiến thập bát trưởng, đầy miệng máu tươi. Sống dài như vậy tuế nguyệt, hắn còn là lần đầu tiên nhận lớn như vậy sỉ nhục. Hiện tại có quân Bách Nhẫn ở chỗ này, hắn không thể không nuốt phía dưới một hơi này, nhưng là, về sau một khi có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Tiêu Phàm. Lý các chủ quá đầu nhập, ý tứ một lần là được rồi. Không tất phải dụng lực như vậy. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, vừa nhìn về phía Khương Chấn Long nói, Khương gia cùng ta kỳ thật không tính là địch nhân, có thể Khương thiếu hư người không giải thích được muốn giết ta. Khương Chấn Long nheo mắt, Tiêu Phàm đây là muốn nhằm vào hắn sao? Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, ta không muốn chết, chỉ có thể giết Khương thiếu hư, về sau lại có Khương thiếu phi muốn báo thù cho hắn, ta vẫn không muốn chết, đáng tiếc ta không giết được hắn. Cuối cùng hắn lại chết ở dị ma trong tay. Ngươi Khương Chấn Long, ta là giết không chết, nhưng là, ta Tiêu Phàm cũng không phải người nào tùy ý có thể lăng nhục, phế bỏ một đầu cánh tay, cút đi. Ngươi, Khương Chấn Long tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy quân Bách Nhẫn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đem cánh tay trái của hắn cho gỡ xuống dưới, máu tươi vẩy ra, mùi máu tươi nồng nặc gay mũi hết sức. Tiêu Phàm, bản tôn nhớ kỹ ngươi. Khương Chấn Long nghiến răng nghiến lợi, không dám thả cái gì ngoan thoại, một bên còn có quân Bách Nhẫn mắt lom lom nữa. Tiêu Phàm tựa như căn bản không thấy được Khương Chấn Long ánh mắt cừu hận, ngược lại cười lạnh nhìn về phía La Dương toàn thân run rẩy kịch liệt lên. Lần trước Long Vân tiền bối tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lấy oán trả ơn, vì địa các chủ vị trí, ngay cả mình hảo bằng hữu đều giết. Tiêu Phàm trên người bộc phát ra cuồn cuộn sát khí. Bên cạnh Dạ Thế cũng bị một màn này cho khiếp sợ đến, tiểu tử này, ở thiên hoang địa vị đã vậy còn quá cao.
Tiêu huynh đệ, tha mạng, ta là đầu heo ngu muội a. La Dương dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ, nơi nào có nửa điểm phong phạm cao thủ. Tha cho ngươi, người nào tha Long Vân tiền bối. Tiêu Phàm cười lạnh, quát lên, uổng cho ngươi vẫn là thái cổ thần giới người, lại chuyên hố thái cổ thần giới tu sĩ, ngươi đáng chết. Không, quân các chủ, ta thế nhưng là lục tinh luyện khí sư. La Dương lớn tiếng cầu xin tha thứ. Phốc phốc, nhưng mà, không đợi hắn nói xong, La Dương đầu đã bay lên, thể nội khí số trong nháy mắt tan thành mây khói, linh hồn chi lực cũng nhanh chóng tán loạn. Một màn này, dọa đến chung quanh tu sĩ khác một trận sợ hãi. La Dương dù sao cũng là hạ phẩm pháp tôn a, vậy mà liền chết như vậy. Bọn họ cũng biết, muốn dập tắt Tiêu Phàm lửa giận, dù sao cũng phải cần một người đến cõng nồi, Lý Đạo Lâm cùng Khương Trấn Long không thể chết, tự nhiên cũng chỉ có La Dương. Lý Đạo Lâm cùng Khương Trấn Long toàn thân khẽ run, bọn họ cũng không nghĩ đến quân bách nhẫn như thế quyết đoán, ngay sau đó bọn họ vẻ mặt oán độc nhìn xem Tiêu Phàm. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lại đảo qua hai người, thần sắc lạnh như băng nói, ngươi, đều chết định. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 197.